Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 1876, An Bài Ngụy Như Yên 2. Tốt rồi, chuyện của ta, tạm thời không nên để người biết được, nhất định phải giữ kín như bưng, nếu không, trên thân các ngươi trúng độc, không cách nào giải hết, sống không quá ngày mai. Hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm của Trương Huyền mang theo uy hiếp. Tổ sư yên tâm, hai người chúng ta nhất định giữ kín như bưng. Hai vị độc sư ôm quyền. Ân, đi xuống đi. Bàn giao xong, Trương Huyền không nói thêm lời. Bạch, Hải hai vị độc sư quay người lui xuống. Bọn hắn rời đi, Trương Huyền chậm rãi mở mắt. Bọn hắn có thể đột phá, chính là độc sư bát tinh, dùng để bảo hộ Ngụy Như Yên, sẽ an toàn hơn không ít. Sửa sang lại tri thức trong đầu thoáng một phát, hình thành thiên đạo độc công, Trương Huyền mới chậm rãi đi ra tàng thư các. Lúc này bọn người Hứa trưởng lão, Nhược Thanh Viễn canh giữ ở bên ngoài, thấy hắn đi ra, lập tức chuẩn bị yến hội khoản đãi. Ăn uống xong, trở lại sắp xếp chỗ ở, lúc này thân thể mới nhoáng một cái, tiến nhập thiên nghĩ phong xào, mở ra độc công quan sát. Sở dĩ cùng đối phương ước định nửa đêm tới đây, là bởi vì hắn còn không có học tập những kiến thức này, coi như muốn chỉ điểm, cũng không thể nào làm được. Thiên đạo độc công tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh. Một bên đọc sách, một bên tu luyện, lý giải đối với độc càng ngày càng sâu, cũng hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Không biết qua bao lâu, phun ra một ngụm trào khí, trong mắt Trương Huyền gợn sóng chớp động, một màu sắc làm cho người quỷ dị lóe lên tức thì. Từ tam tinh đến thất tinh, vô số tri thức dùng độc, giờ phút này đã ghi vào trong đầu toàn bộ, dung nhập thân thể, đã thành bản năng của hắn. Hiện tại muốn nói lý giải đối với độc, bạch độc sư cũng theo không kịp, chỉ sợ đã bắt kịp một ít bát tinh. Đương nhiên, tu vi hiện tại của hắn còn chưa đủ, muốn khảo hạch độc sư bát tinh, nhất định là làm không được. Thậm chí coi như là Nhược Thanh Viễn hỗ trợ xin huy chương thất tinh, cũng chỉ là chuẩn thất tinh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Độc sư, tuy thuộc về hạ cửu lưu, nhưng giống như danh sư, thuần thú sư, yêu cầu với tu vi cực kỳ nghiêm khắc. Muốn trở thành độc sư thất tinh chính thức, ít nhất tu vi phải đạt tới thánh vực nhị trọng thần thức cảnh mới được, mà muốn trở thành bát tinh, nhất định phải đạt tới ngũ trọng, đây là tiêu chuẩn cứng nhắc, ai cũng không cải biến được. Bất quá, đối với đẳng cấp độc sư, Trương Huyền không để ý. Độc điện yêu cầu đẳng cấp, là vì thực lực chưa đủ, phối trí độc dược đẳng cấp cao, rất dễ dàng làm bị thương bản thân, thậm chí sẽ bị độc chết. Hắn có được thiên đạo chân khí, bách độc bất xâm, căn bản không liên lụy những thứ này. Đương nhiên, thực lực cũng rất trọng yếu, nếu như thực lực chưa đủ, coi như phối trí tốt độc dược, thì triển không ra cũng vô dụng. Tựa như hắn hiện tại, tuy thiên đạo chân khí đáng sợ, có thể tưởng tượng muốn độc chết cường giả thánh vực tứ trọng, nhất định phải lừa dối đủ kiểu, các loại ngụy trang, bằng vào thực lực, là không thể nào để cho chân khí đánh vào trong cơ thể đối phương. Bởi vì, lấy thực lực của hắn, không cách nào tới gần thánh vực tứ trọng, thật muốn tới gần, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Coi như có thể luyện chế ra độc dược, cũng vô dụng, có thể thi triển ra, để cho đối thủ trúng độc, mới tính cường giả chân chính. Tuy học được nhiều kỹ xảo cùng tri thức dùng độc như vậy, nhưng không cách nào làm cho Ngụy Như Yên thanh tỉnh, bất quá để nàng kiên trì nửa năm, thậm chí một năm, vấn đề không lớn. Thời gian dài như vậy, đầy đủ đi tổng bộ độc điện. Nhẹ nhàng thở ra, sửa sang lại thư tịch thành thiên đạo pháp quyết, tuy để cho hắn có được vô số tri thức dùng độc, nhưng muốn triệt để giải quyết tai họa ngầm của tiên thiên độc thể, còn làm không được. Bất quá, không cách nào chỉ tận gốc, để cho nó chỉ hoãn phát tác, vấn đề cũng không phải lớn. Đứng dậy, vài bước đi vào trước mặt Ngụy Như Yên, thiên đạo chân khí trong cơ thể vận chuyển, lập tức biến thành kịch độc. Tiên thiên độc thể, muốn cứu chữa, không thể dùng thuốc bổ cùng dược vật cố bản bồi nguyên, chỉ có thể dùng độc. Lúc trước Ngụy Trường Phong không biết chi tiết trong đó, hơn nữa thể chất của nàng còn không có kích hoạt, không ai có thể phân biệt, từ nhỏ liền bổ sung các loại dược vật, lúc này mới dẫn đến chứng bệnh liên tục nhiều lần, nếu không phải gặp được hắn, chỉ sợ sớm đã chết. Hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng, mười ngón tựa như đàn tỳ bà, thay đổi thành chân khí kịch độc, đánh vào huyệt đạo toàn thân của nữ hài. Những độc khí này vừa tiến vào trong cơ thể, sắc mặt của Ngụy Như Yên thoạt nhìn có chút tái nhợt, dần dần trở nên hồng nhuận phơn phớt. Tuy còn không cách nào thanh tỉnh, lại đã không trở ngại. Phu hồn ly thể. Biết rõ tình huống của đối phương, kiên trì một năm nửa năm hẳn không có việc gì, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng thở ra, tinh thần khẽ động, phu hồn nhảy ra ngoài.
hồn phách cực lớn, kết tay làm ấn, rất nhanh phân liệt ra một ý niệm thật nhỏ, thẳng tắp chui vào mi tâm của Ngụy Như Yên. Đệ tử này của hắn từ nhỏ mắc bệnh, ở dưới cánh chim của phụ thân sống sót, đối với người không có bất kỳ tâm cơ, thật muốn đi độc điện để cho danh sư cũng kiêng kỵ, không ai bảo hộ mà nói, tất nhiên sẽ bị nuốt mất một lớp da. Vì vậy, lưu lại một đạo ý niệm để phòng bất trắc. Làm xong những thứ này, dừng lại một chút, lại lấy ra một phần thiên đạo chi thư, ngón tay điểm ra, đưa vào mi tâm của đối phương. Đây là lúc trước Thu Tưởng Thanh cầm viện trưởng làm đệ tử hình thành, một mực không có cam lòng sử dụng, vì đệ tử cũng coi như chút vốn gốc. Làm xong những thứ này, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng thở ra, vu hồn trở lại nhục thân. Hắn lưu lại chính là hồn phách ý niệm, hơn nữa có tiền lệ linh hồn giao hòa, Ngụy Như Yên cũng không bài xích, giấu ở trong thức hải, người càng lợi hại cũng không cách nào phát hiện, thậm chí chỉ cần không chủ động đi ra, đệ tử của mình cũng không biết được. Lão sư quan tâm đệ tử, chưa hẳn phải biểu hiện ra ngoài, để cho đối phương biết được, có đôi khi nhất cử nhất động, đều mang theo tình cảm thật lòng. Dù đối phương hiểu lầm cũng kiên trì, chỉ cần người sau đi cao hơn xa hơn, truyền thụ cho tri thức, dùng đến chỗ thực dụng, sẽ cảm thấy vui mừng, từ đáy lòng cao hứng. Đây không phải ngốc, cũng không phải là một bên tình nguyện, mà là bởi vì trong lòng bọn hắn đều có một chữ nặng hơn Thái Sơn. Sư, chương 1877, Điện Chủ chết một. Thầy, là một loại trách nhiệm, cũng là một loại chuẩn tắc làm người. Từ khi lĩnh ngộ sư giả chi tâm, đã biết rõ ý nghĩa của chữ này, Trương Huyền chưa bao giờ có một tia quên mất. Mà chính hắn, cũng đích đích xác xác làm được điểm ấy. Đối đãi mấy đệ tử thân truyền, chỉ cần có thể truyền thụ, sẽ không giữ lại, chính thức làm được sư giả vô tư. An bài tốt Ngụy Như Yên, cổ tay khẽ đảo, lấy ra hai bình đan dược cố bản bồi nguyên, ngón tay điểm ra, mấy đạo thiên đạo chân khí dũng mãnh vào trong đó. Những đan dược này, bình thường ăn mà nói, đối với thánh vực tứ trọng không có bất kỳ hiệu quả, nhưng đã có thiên đạo chân khí của hắn, liền không giống nhau, có thể trị chữa thương thế, hóa giải bách độc. Hơn nữa, chân khí gửi lại ở trong đan dược, bồi dưỡng dược vật, coi như rời đi thân thể thời gian thật lâu, cũng sẽ không tiêu tán, như trước có công hiệu thật lớn. Không giống đặt ở trong bầu rượu. Từng bình ngọc 10 viên đan dược, đầy đủ hai người kia ứng đối hết thảy. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Những đan dược này là chuẩn bị cho Bạch, Hải hai vị độc sư, nếu như để cho bọn họ bảo hộ Ngụy Như Yên, đương nhiên phải cam đoan không bị hạ độc chết. Làm xong những thứ này, ngay sau đó lại lấy ra giấy cùng bút lông, viết ra một quyển thiên đạo độc công bản rút gọn, suy nghĩ một chút lại nhằm vào tình huống của Bạch độc sư, viết một bộ pháp quyết, rồi mới từ trong tổ ong trở lại tiểu viện. Một phen dày vò, đến đêm khuya, dù là thực lực của hắn hùng hậu, cũng cảm thấy tràn đầy mỏi mệt. Khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển mấy chu thiên, mới phát giác được khôi phục lại, sau đó chợt nghe tiếng gõ cửa vang lên. Nửa đêm đến. Vào đi. Thanh âm kết thúc, Bạch, Hải hai vị độc sư đẩy cửa đi vào, đi tới trước mặt, quỳ rạp xuống đất, trong ánh mắt mang theo kiên định. Tổ sư, chúng ta đã suy nghĩ kỹ. Ân, có quyết định này, ta cũng không bạc đãi các ngươi. Biết rõ đối phương sẽ làm ra lựa chọn như vậy, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Thu nhập linh hồn mà bọn chúng hiến tế vào trong đầu, lúc này cổ tay khẽ đảo, đưa tới đan dược cùng công pháp bí tịch chuẩn bị tốt. Nhìn thoáng qua, hô hấp của hai người đồng thời dồn dập. Bọn họ đều là thánh vực tứ trọng đỉnh phong, từ nhỏ liền tu luyện độc công, đối với phương pháp dùng độc biết cực kỳ rõ ràng, quyển bí tịch trước mắt này, thoạt nhìn đơn giản, rồi lại trực chỉ đại đạo, dựa theo nó tu luyện, luyện chế cùng khống chế độc dược cấp 8, dễ dàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tu vi phải đột phá mới được. Bạch Đình, đây là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị pháp quyết tu luyện, có thể phá giải tình huống nguyên môn đóng chặt của ngươi, dựa theo tu luyện, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ rất nhanh có thể đột phá. Nói xong, Trương Huyền truyền đạt một quyển bí tịch. Hắn không có thiên đạo công pháp đột phá thánh vực tứ trọng, trực tiếp truyền thụ công pháp, để cho đối phương đột phá, là làm không được, nhưng thông qua thư viện, biết thiếu sót. Tính nhắm vào sáng lập một phương án giải quyết, không tính rất khó khăn. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, hắn sáng tạo cái này cũng không phải công pháp, mà là một loại pháp quyết chữa thương nhằm vào tình huống của đối phương. Chỉ cần nghiêm khắc tu luyện, tình huống nguyên môn đóng chặt, có thể giải quyết, đột phá cũng thuận lý thành chương, nước chảy thành sông. Hải Minh Kim, đánh một quyền cho ta xem. Lại để cho Bạch Đình đi tu luyện, Trương Huyền nhìn về phía Hải Độc Sư. Biết rõ đối phương muốn truyền thụ,
Hải Minh Kim không dám do dự, vội vàng thi triển võ kỹ, đánh ra một quyền. Trong đầu sinh ra thư tịch, Trương Huyền cân nhắc hồi lâu, mở miệng truyền thụ một bộ pháp quyết. Hắn là nhắm mắt đối mặt hai người, lại lấy ra thư tịch viết, tương đối phiền toái, còn không bằng miệng tai tương truyền. Ghi giảng giải vào trong đầu, trong lòng khiếp sợ, đồng thời Hải Độc Sư càng thêm bội phục. Chỉ đánh một quyền, đã biết rõ hắn tu luyện thiếu sót cùng mấu chốt, hơn nữa không đến một nén nhang thời gian, liền nhằm vào sáng chế một bộ công pháp. Chỉ sợ cũng chỉ có tổ sư khai phái của Độc Điện cùng Khổng Sư mới có thể làm được. Ầm ầm, trời còn chưa sáng, một tiếng nổ vang vang lên, toàn thân Bạch Đình Độc Sư chấn động, một nguyên thần thật lớn từ trong cơ thể nổi lên, chiếu rọi bát phương, mang theo uy áp dày đặc. Thánh vực ngũ trọng, xuất khiếu cảnh. Xuất khiếu cảnh, nguyên thần xuất khiếu, vui chơi thỏa thích thiên địa, nhục thân chết, nguyên thần có thể còn sống, tuy tuổi thọ không thể như nhục thân, nhưng cực kỳ đáng sợ. Mấu chốt nhất là, nguyên thần có thể dung nhập tự nhiên tốt hơn, dung nhập thiên địa, thì triển ra sức chiến đấu càng cường đại hơn. Đạt tới loại cấp bậc này, từng cái đều có được sức chiến đấu hủy thiên diệt địa, khiến người ta kính sợ cùng hoảng sợ, chính thức bước vào hàng ngũ bát tinh, đứng ở đỉnh phong nhất của đại lục. Bạch Độc Sư đột phá không lâu, linh khí chung quanh lần nữa quét sạch, nguyên thần của Hải Độc Sư cũng phá thể mà ra. Hai người tu luyện pháp quyết của Trương Huyền, song song đột phá. Thu hồi nguyên thần, đi vào trước mặt Trương Huyền, bội phục đầu dạp xuống đất, trong lòng không tiếp tục hoài nghi. Tình huống của bọn hắn, coi như là Độc Sư cửu tinh cũng làm không được, nhanh chóng đột phá như thế, người trước mắt này lại làm được, không phải tổ sư khai phái là cái gì. Tốt rồi, canh giữ ở bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không thể quấy nhiễu, cũng không được dòm ngó. Không để ý tới ánh mắt hai người sùng bái, Trương Huyền khoát tay áo. Vâng. Hai vị độc sư rời khỏi tiểu viện, lúc này Trương Huyền mới bố trí một trận pháp ngăn cách xem xét, thả Ngụy Như Yên ra. Đợi đến lúc hừng đông, lúc này mới triệt tiêu trận pháp, để cho hai người Bạch Đình tiến đến. Hai vị độc sư, lúc này tuy Trương Huyền còn là bộ dáng trước kia, nhưng tu vi cùng khí tức chỉ có tổng thánh, ánh mắt cũng trở nên đơn thuần cùng thanh tịnh, không có bộ dáng phách tuyệt thiên hạ như lúc trước. Biết rõ hồn phách của tổ sư khai phái đã rời thân thể hắn. Thần sắc hai người buồn bã, đồng thời ôm quyền. Ân, đó chính là nàng. Thân thể mới, các ngươi nhất định phải hoàn thành nàng nhắc nhở. Chương 1878, Điện Chủ chết 2. Trương Huyền chỉ Ngụy Như Yên. Yên tâm đi, chúng ta nhất định hoàn thành. Đồng thời gật đầu, hai người nhìn sang Ngụy Như Yên, một lát sau, tất cả đều kích động đến sắc mặt đỏ lên. Chẳng lẽ, nữ hài này, lúc trước là tiên thiên độc thể? Tuyệt đối là vậy, nếu không, không có khả năng thừa nhận hồn phách ẩn chứa kịch độc của tổ sư. Giờ phút này thể chất của Ngụy Như Yên đã kích hoạt, liên tục tản mát ra độc khí, hai người thân là độc sư thất tinh đỉnh phong, tự nhiên có thể nhận ra. Vốn còn nghĩ, tổ sư chỉ là bị bức bách tìm thân thể, không nghĩ tới lại cũng có thể là tiên thiên độc thể, cái này thật tốt quá, có thể đoán được, chỉ cần về sau đi theo sau lưng tổ sư, độc điện lần nữa đạt tới huy hoàng, không còn giống như chuột chạy qua đường. Che che lấp lấp. Tổ sư nói, các ngươi mau rời khỏi nơi đây, đi độc điện tổng bộ, tuy nàng đoạt xá thành công, lại lâm vào hôn mê, nhất định phải mau chóng cứu chữa, không được chậm trễ. Trương Huyền phân phó nói. Bạch Độc Sư nhẹ gật đầu. Mục đích của chúng ta tới nơi này là vì một quyển sách ở 2000 năm trước, ngày hôm qua chúng ta đã để cho Nhược Thanh Viễn Điện chủ đi lấy, chắc hẳn rất nhanh liền ra, chờ lấy được đồ vật, chúng ta lập tức rời đi. Đi điện chủ lăng lấy sách, có lẽ phí công phu không quá lớn, chậm trễ không được bao lâu. Thư tịch, Trương Huyền nghi hoặc nhìn qua. Ân, là về một chỗ di tích, ở Hỏa Nguyên Thành, nghe nói sắp mở ra, tổng bộ để cho chúng ta mang thứ này đi, có lẽ có thể phát hiện cái gì. Bạch Độc Sư không có giấu giếm. Tuy hồn phách của tổ sư không có ở trên người đối phương, nhưng linh hồn của hai người bọn họ bị đối phương khống chế, không dám có giấu giếm. Thư tịch về Hỏa Nguyên Thành, chẳng lẽ là, địa đồ kia? Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Rất sớm trước kia, nghe lão viện trưởng đã từng nói qua, có một địa đồ rơi vào tay độc điện, xem ra hai người này đúng là vì tìm nó mà đến. Các ngươi nói quyển sách này, sau khi lấy được, có thể cho ta nhìn một cái không? Không mở ra cũng không sao. Nghĩ vậy, Trương Huyền nhịn không được nói. Chỉ cần là thư tịch, thư viện đều có thể thác ấn, nhìn một cái là được. Thậm chí không cần chạm đến. Đương nhiên có thể.
Bạch Độc Sư gật đầu. Đối phương cũng là độc sư, càng là thân thể thứ nhất được tổ sư đoạt xá, nhìn thư tịch một chút mà thôi, coi như lấy đi, hắn cũng không dám cự tuyệt. Vậy cảm ơn rồi. Cười cười, Trương Huyền đang muốn nói chuyện, chợt nghe mặt đất lắc lư kịch liệt, một thanh âm trầm lắng từ đằng xa đột nhiên vang lên, giống như là vật gì ầm ầm sụp xuống. Làm sao vậy? Sắc mặt trầm xuống, ba người đồng thời bay lên, nhìn về phương hướng thanh âm, sau đó chứng kiến, một cỗ lực lượng cực lớn từ nơi không xa truyền lại, như có siêu cấp cường giả đang tiến hành chiến đấu. Là cường giả thánh vực tứ trọng xuất thủ. Nhướng mày, Bạch Độc Sư nói. Nơi đó là, phương hướng điện chủ lăng, mau tới nhìn xem. Hồng Viễn Độc Điện thực lực mạnh nhất là Nhược Thanh Viễn, chỉ có thánh vực tam trọng đỉnh phong, hiện tại ở hướng kia lại bạo phát lực lượng của cường giả tứ trọng, rõ ràng xuất hiện biến cố. Hơn nữa, mấu chốt nhất là ở điện chủ lăng. Nơi đây, đúng là địa phương chứa đựng bản thư tịch kia. Vèo, vèo, vèo. Tốc độ của ba người cực nhanh, thời gian nháy con mắt đi vào trước mặt, chỉ thấy kiến trúc nguy nga của điện chủ lăng đã sụp xuống, bọn người Hứa trưởng lão đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt sốt ruột. Xảy ra chuyện gì? Bạch Độc Sư mở miệng hỏi. Bẩm báo Bạch Độc Sư, ta cũng không rõ ràng lắm, tối hôm qua điện chủ nói muốn đi lấy đồ vật, để cho chúng ta ở chỗ này chờ, hiện tại còn không có xuất hiện. Hứa trưởng lão vội vàng nói. Một mực không có đi ra, khẳng định đã xảy ra chuyện, mau qua nhìn xem. Nhướng mày, Bạch Độc Sư không chút do dự, đi đầu lao vào điện chủ lăng. Hải Độc Sư cùng Trương Huyền theo sát. Đám người Hứa trưởng lão thấy bọn họ đi vào, từng cái tràn đầy xoắn xuýt, chần chờ một lát, cũng nghiến răng đi theo. Dựa theo tình huống bình thường, nơi này chỉ có điện chủ mới có thể tiến nhập, bọn họ là không có tư cách, hiện tại xuất hiện biến cố, cũng chỉ có thể phá hư quy củ. Tiến nhập trong đó, chỉ thấy trên sườn núi khắp nơi đều là lăng mộ, an táng các thời kỳ điện chủ, từng cái tu kiến cao lớn hùng vĩ, phía trước trên tấm bia đá, điêu khắc sự tích cuộc đời, hiển lộ rõ ràng chiến công hiển hách. Không lâu sau, đuổi theo đám người Bạch Độc Sư, chỉ thấy bọn hắn đã ngừng lại, đứng ở trước một cái hố to, sắc mặt khó coi. Nhìn theo ánh mắt của ba người, đồng tử của Hứa trưởng lão co rụt lại, sắc mặt trở nên trắng bệch. Điện chủ. Chỉ thấy Nhược Thanh Viễn điện chủ nằm ở chính giữa hố to, toàn thân máu tươi. Vội vàng bay qua, ôm lấy, lại phát hiện người sau, dĩ nhiên đoạn tuyệt hô hấp, như bị người một trưởng đập thành như vậy, ngay cả hố to trước mắt cũng có thể là đối phương gây nên. Điện chủ, chết. Tất cả trưởng lão, sắc mặt đều trắng nhợt. Chương 1879, Thổ Diệp Vương 1. Lúc này Nhược Thanh Viễn, không chỉ tim ngừng đập, vốn thân thể có chút tổn thương, càng tràn đầy khô quắt. Gầy xương bọc ra, con mắt lồi ra, như nhìn thấy sự tình gì cực kỳ hoảng sợ, bàn tay siết chặt, nọc độc còn chưa kịp thả ra, đã bị đánh gục. Có phải hay không? Sắc mặt xanh mét đứng ở phía trên, Bạch Độc Sư tựa hồ nhìn ra điều gì, quay đầu nhìn về phía Hải Độc Sư ở bên người. Vâng, thần sắc người sau ngưng trọng gật đầu. Giống như ta đoán, ánh mắt của Bạch Độc Sư nheo lại, thanh âm như đao, mang theo sát ý làm cho lòng người lạnh ngắt. Dị linh tộc. Nghe nói như thế, Trương Huyền nhíu mày. Các ngươi nói, Nhược Thanh Viễn điện chủ là dị linh tộc giết. Tuy danh tiếng của độc sư không tốt, lại không giống như vu hồn sư, đầu nhập vào dị linh tộc, nếu không, coi như che giấu sâu hơn, danh sư đường cũng sẽ móc ra. Không có cùng xuất hiện, rồi lại xuất hiện ở nơi đây, chém giết một vị điện chủ, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghe ngữ khí của đối phương, hiển nhiên đã xác nhận. Thi thể của Nhược điện chủ khô quắt, là bị người hút đi tinh huyết, loại chiêu số công kích này, chỉ có dị linh tộc mới có. Nhẹ gật đầu, Bạch Độc Sư giải thích. Hút đi tinh huyết. Trong mắt Trương Huyền hoa văn nhúc nhích, lần nữa nhìn sang thi thể của Nhược điện chủ, thần sắc cũng trở nên khó coi. Giống như đối phương nói, tinh huyết trong thi thể điện chủ không còn một mảnh, như bị cái gì cắn nuốt, cực kỳ đáng sợ. Tinh huyết là căn bản để nhân loại sinh tồn, bị cứng rắn rút sạch. Trải qua thống khổ có thể nghĩ, cái này đã không chỉ chém giết, mà là tàn sát rồi. Đây là thủ đoạn công kích của dị linh tộc. Trong lòng khiếp sợ, tuy hắn tru diệt không ít dị linh tộc, nhưng trên cơ bản đều là đối phương còn chưa xuất thủ đã bị tiêu diệt. Đối với thủ đoạn tàn bạo kia, không có quá nhiều cảm xúc, chứng kiến thi thể của Nhược điện chủ mới biết được chủng tộc này, ở thời kỳ thượng cổ, vì cái gì làm cho nhân loại sợ hãi như thế rồi. Hút sạch tinh huyết, coi như y thuật thông thiên. Cũng không có biện pháp cứu chữa.
Sĩ linh tộc hẳn là tới đây cướp đoạt bản thư tịch kia. Bạch độc sư nói tiếp. Đối phương lẻn vào đây, sớm không động thủ, muộn không động thủ, hết lần này tới lần khác Nhược Thanh Viễn đến điện chủ lăng, tìm kiếm thư tịch mới chém giết, mục đích quá rõ ràng. Hải độc sư gật đầu, ánh mắt như điện. Hắn vừa mới bị giết, thanh âm cũng là mới truyền ra không lâu, có lẽ hung thủ còn không có trốn xa, hiện tại đuổi theo còn kịp. Nói xong cẩn thận nhìn chung quanh, một lát sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Đối phương có ý thức phản truy tung rất mạnh, một chiêu liền đánh chết Nhược điện chủ, không có để lại chút dấu vết nào, hòn đảo lớn như vậy, một khi tìm sai phương hướng, lấy thực lực của đối phương, còn muốn truy tung là hầu như không thể nào. Để ta xem một chút. Ánh mắt Trương Huyền mê huyễn lên. Bọn hắn vừa nghe đến động tĩnh liền xông lại, dựa theo tình huống bình thường, có lẽ còn không có trốn quá xa. Chỉ cần không có đào tẩu, bằng vào thực lực của Bạch độc sư, Hải độc sư bây giờ, có lẽ có thể nhẹ nhõm chế ngự, thay đối phương báo thù. Minh Lý chi nhãn, dọc theo hố nhìn kỹ một vòng, rất nhanh thấy được một tia dấu vết trên mặt đất. Hướng này, ngón tay chỉ một cái. Chỗ nào? Chứng kiến phương hướng hắn chỉ, đám người Bạch độc sư nghi hoặc. Đúng là vị trí bọn hắn vừa đi qua. Một đường vọt tới, cũng không có trông thấy có người đào tẩu. Hơn nữa nơi đó là đại bản doanh của độc điện, giết điện chủ xong, không nghĩ biện pháp đào tẩu, còn đi đến đại bản doanh, không phải muốn chết sao? Không phải bọn hắn không tin Tôn Cường, mà là không còn tổ sư ý niệm, đối phương bất quá tổng thánh mà thôi, so với thánh vực ngũ trọng như bọn hắn còn kém rất nhiều. Đi theo ta, biết rõ để cho hung thủ đào tẩu, thư tịch sẽ không còn được gặp lại, Trương Huyền cũng không giải thích, vội vã bay vút đi. Thấy hắn khẳng định như thế. Hai người Bạch độc sư không hề xoắn suýt, bám chặt theo. Không lâu sau, đi ra điện chủ lăng, Trương Huyền nhìn chung quanh một chút, nhăn mày lại. Sĩ linh tộc này hết sức giàu hoạt, lúc trước còn có dấu vết, hiện tại coi như là Minh Lý chi nhãn cũng nhìn không ra. Bất quá cũng đủ để nói rõ, tên kia có lẽ giấu ở phụ cận, còn chưa kịp đào tẩu. Ở nơi nào? Đây là một mặt đất trống, chung quanh không có kiến trúc quá cao lớn, cùng một ít thảm thực vật rải rác. Liếc có thể nhìn đại khái, dựa theo đạo lý, không có bất kỳ địa phương nào có thể ẩn tàng thân hình. Trừ khi, đồng tử co rụt lại, Trương Huyền nhịn không được cúi đầu. Trên trời cùng trên mặt đất đều không có, như vậy chỉ có một khả năng. Ẩn núp dưới đất, chỉ là chung quanh không có bất kỳ hố sâu, mặt đất cũng bóng loáng như mới, coi như muốn đi vào, cũng vào không được a. Làm sao vậy, ý của ngươi người nào ẩn núp dưới đất? Nhìn ra hắn mê mang cùng nghi hoặc. Bạch độc sư đi vào trước mặt. Ân. Chương 1880, Thổ Diệp Vương 2. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Dấu vết đến nơi đây biến mất, ngoại trừ dưới mặt đất, thật sự nghĩ không ra có thể đi đâu. Cái này đơn giản, có phải dưới mặt đất hay không, dò xét thoáng một phát là tốt rồi. Nhẹ gật đầu, Bạch độc sư cũng không nhiều lời, nguyên thần huyệt lóe lên hào quang, một bóng người giống hắn như đúc chui ra. Nguyên thần xuất khiếu. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, chui xuống mặt đất, trong nháy mắt tiến vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên thần giống như hồn phách, có thể tùy ý biến hóa, không giống nhục thân, bị các loại câu thúc, tuy mặt đất cứng rắn, nhưng muốn đi vào còn dễ dàng. Ầm ầm, nguyên thần của Bạch độc sư xuống đất không lâu, mọi người liền cảm thấy dưới chân lắc lư, ngay sau đó liền chứng kiến một bóng người thoáng một phát, từ dưới đất chui ra, thẳng tắp xông về trước đi. Trốn chỗ nào? Chứng kiến bóng người này, Hải độc sư gào thét một tiếng, mãnh liệt cầm tới, lực lượng hùng hậu, hình thành một trường ấn thật lớn, còn không có hạ xuống, kiến trúc, cây cối ở trên mặt đất liền nhao nhao nổ tung. Lúc này Hải độc sư đã đạt đến thánh vực ngũ trọng, tùy tiện xuất thủ, thì có lực lượng di sơn đảo hải, khiến người ta khó có thể ngăn cản. Vù vù, bóng người chạy ra chứng kiến công kích của hắn, biết rõ một khi bị đánh trúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở trên không trung mãnh liệt trụy xuống, thẳng tắp rơi xuống đất. Tốc độ so với vừa rồi còn muốn nhanh hơn vài phần. Phần phật, giống như tảng đá đập xuống đất, vốn nghĩ rằng nhất định sẽ bị thương thổ huyết, lại như nước nhỏ xuống hạt cát, thời gian nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đây là, địa hành thuật. Mặt đất bị đánh ra một trường ấn thật lớn, lại không tìm được bóng người, đồng tử của Hải độc sư co rụt lại. Địa hành thuật, Trương Huyền sững sờ. Không rõ ràng cho lắm. Là một loại huyết mạch đặc thù mới có năng lực, có thể giống như nguyên thần ghé qua dưới mặt đất, không bị gông cùm xiềng xích. Rất nhanh giải thích một câu,
Hải độc sư hét lớn một tiếng. Bạch Đình, người ở dưới truy kích, ta ở phía trên. Không thể để cho gia hỏa này chạy thoát. Được. Dưới mặt đất truyền đến thanh âm của Bạch độc sư. Hắn nguyên thần xuất khiếu, có thể tùy ý hành tẩu ở dưới mặt đất, hai người một trên một dưới, coi như đối phương có được năng lực địa hành, cũng không cách nào đào thoát. Oanh oanh oanh. Một hồi lắc lư kịch liệt, kiến trúc bốn phía như cỏ trồng chất sụp đổ, đám người Trương Huyền bay đến không trung nhìn lại, chỉ thấy dưới mặt đất tựa hồ có hai cự long đang dây dưa, đến chỗ nào, chỗ đó xuất hiện từng khe hở cực lớn. Khe hở thẳng tắp lan tràn về phía trước, nham thạch cuồn cuộn, sóng khí đục ngầu bao phủ chung quanh. Bạch độc sư vừa mới đột phá thánh vực ngũ trọng, khống chế lực lượng còn không có đạt tới hoàn mỹ như một, trên không trung chiến đấu thì thôi, dưới mặt đất, không thể nghi ngờ mang đến tai họa cực lớn cho độc điện. Nếu như nói lúc trước nhục thân của Trương Huyền cùng nhược điện chủ tranh đấu, để cho những kiến trúc nghìn năm của độc điện khổ không thể tả mà nói, giờ phút này quả thực là đả kích hủy diệt. Đại địa cuồn cuộn, như cự thú nhúc nhích, vô số kiến trúc xa hoa biến thành phế tích. Vèo. Không biết qua bao lâu, một thân ảnh từ mặt đất chui ra, lần này lại không còn tốc độ như lần trước, mới xuất hiện, liền phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề ngã trên mặt đất. Hải độc sư một mực canh giữ ở phía ngoài không có chút do dự nào, năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng chảo một cái, mấy đạo chân khí hình thành lồng giam bao phủ đối phương ở bên trong, chăm chú khóa lại. Quả nhiên là dị linh tộc. Nhìn rõ ràng bộ dáng của đối phương, Trương Huyền nhướng mày. Gia hỏa này cùng đám người Kim Diệp Vương mà mình giết chết có chút tương tự, trên thân tản mát ra khí tức lăng lệ ác liệt, dĩ nhiên đạt đến thánh vực tứ trọng. Thiếu chủ, vị này chính là Thổ Diệp Vương, cũng là một trong thanh điền thập đại vương giả, am hiểu địa hành, sức chiến đấu có khả năng không bằng ta, nhưng mà đào tẩu mà nói, tuyệt đối có thể xếp đệ nhất. Thanh âm của Tử Diệp Vương từ trong thiên nghĩ phong xào lặng lẽ truyền tới. Gia hỏa này là cường giả thánh vực tứ trọng. Chỉ cần Trương Huyền nguyện ý, thần thức có thể nhẹ nhõm lan tràn ra, xem xét tình huống chung quanh. Thổ Diệp Vương, lại là thập đại vương giả, làm sao hắn sẽ xuất hiện ở đây? Trương Huyền nhìn không được hỏi. Thanh điền thập đại vương giả, bây giờ mình đã thấy một nửa, hơn nữa chết thì chết thu phục thì thu phục, cơ bản đều có quan hệ tới mình. Coi như là cái này, cũng là bởi vì mình giúp đỡ Bạch độc sư, Hải độc sư tăng lên thực lực, nếu không bằng vào năng lực địa hành của hắn. Đồng cấp bậc căn bản ngăn trở không được. Hẳn là bản địa đồ này quá quan trọng, Thanh Điền Hoàng lo lắng ta cùng Thủy Diệp Vương không thể hoàn thành, lại lặng lẽ phái hắn tới đây, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thủy Diệp Vương bị giết, ta thần phục, gia hỏa này theo dõi chủ nhân cùng Hứa trưởng lão đến nơi này. Suy nghĩ một chút, Tử Diệp Vương suy đoán nói. Vị trí độc điện, mấy đại vương giả bọn hắn đều không rõ ràng lắm, nếu không cũng không có khả năng mệnh lệnh thành chủ. Tìm kiếm địa tàng hoa khắp nơi, dùng để dụ dỗ độc điện trưởng lão mắc câu. Sở dĩ xuất hiện ở nơi đây, chỉ sợ là lặng lẽ theo dõi bọn hắn. Chưa chắc là theo chúng ta cho rằng có khả năng theo dõi hai người Bạch độc sư. Trương Huyền lắc đầu. Thời điểm hắn rời Tĩnh Viễn Thành cực kỳ cẩn thận, nếu có người theo dõi, tất nhiên sẽ phát hiện. Ngược lại là đám người Bạch độc sư, không có ngờ tới điểm ấy, mới có khả năng bị đối phương lợi dụng. Đổi lại những người khác. Độc điện mê trận vô cùng cường đại, khiến người ta không cách nào tiến nhập, nhưng mà đối mặt Thổ Diệp Vương có thể ghé qua dưới mặt đất, có lẽ sẽ không khó khăn như vậy rồi. Gia hỏa này kiêng kỵ độc điện, vẫn giấu kín, không dám xuất thủ, thẳng đến nhược điện chủ một mình hành động, lúc này mới lặng lẽ theo tới, đợi hắn lấy ra thư tịch, một lần hành động tiến công. Dựa theo phỏng đoán lúc trước, bằng vào năng lực địa hành, hoàn toàn có thể bỏ trốn mất dạng, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến, hai đại độc sư Bạch Hải trong đêm đột phá, lúc này mới bị vây khốn, không có biện pháp đào tẩu. Chương 1881, Hồ Vân Sinh khủng hoảng 1. Những chuyện này nói phức tạp, khi biết thân phận của đối phương, rất dễ dàng đoán ra được. Đang cùng Tử Diệp Vương trao đổi, chỉ thấy cách đó không xa nguyên thần của Bạch độc sư đã trở lại thân thể, đi tới trước mặt Thổ Diệp Vương, ngón tay điểm ra, một loại độc dược đặc thù tiến nhập thân thể đối phương, trên mặt lạnh lùng, thấp giọng quát lớn. Người nào phái ngươi tới? Không tốt. Thấy gia hỏa này trực tiếp ép hỏi, Trương Huyền biến sắc, vội vàng vọt tới, đang định xuất thủ, chỉ thấy Thổ Diệp Vương bị vây ở chính giữa sắc mặt trở nên phiếm hồng, cười lạnh một tiếng. Hặc hặc, các ngươi trúng kế rồi. Nói xong nghẹo đầu, miệng mũi phun ra máu tươi, đoạn tuyệt hô hấp. Gia hỏa này giống như Kim Diệp Vương, Thanh Diệp Vương,
trong miệng mang theo kịch độc, nhiệm vụ thất bại, đề phòng không để lộ cơ mật, sẽ trực tiếp tự sát. Biết rõ thân phận của đối phương, Trương Huyền cùng Tử Diệp Vương cân nhắc ra hỏa này làm sao đi tới nơi này, không nghĩ tới Bạch Xuyên dùng độc, chờ muốn xuất thủ dĩ nhiên đã chậm. Đồ vật bọn người kia dùng, chỉ cần phục dụng, lập tức toi mạng, coi như hắn có thể so với y sư thất tinh, cũng không có lực lượng cứu chữa. Trung kế. Đối với gia hỏa này tử vong, đám người Bạch Độc Sư cũng không thèm để ý, nếu như đối phương chết ở chỗ này, địa đồ khẳng định cũng ở đây. Đi vào trước mặt, lấy xuống không gian giới chỉ, tìm tòi một lần, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Làm sao vậy? Thấy biểu lộ của hắn, Hải Độc Sư nhìn lại. Không có. Bạch Độc Sư nói. Không có. Hải Độc Sư không rõ ràng cho lắm. Hắn đã giết Nhược Điện Chủ, từ trong tay cướp đi địa đồ, còn không có đào tẩu, đã bị hai người liên thủ bắt lấy. Địa đồ làm sao có thể không ở trong tay hắn? Nếu đoán không sai, chúng ta trúng điệu hổ ly sơn. Hàm răng cắn chặt, Bạch Độc Sư tràn đầy hối hận. Đám người Hải Độc Sư không ngốc, nghe nói như thế lập tức hiểu được. Xem ra cướp đi địa đồ là một người hoàn toàn khác, gia hỏa này cố ý lộ ra kẽ hở, để cho mọi người phát hiện, hấp dẫn tất cả lực chú ý tới, sáng tạo ra cơ hội đào tẩu cho đồng bạn. Từ gặp chuyện không may đến bây giờ, đã qua hơn 10 phút, thật giống như phán đoán, chỉ sợ sớm đã chạy ra phạm vi độc điện, một khi tiến nhập biển rộng, dấu vết không còn, liền khó có thể truy xét rồi. Là, Thiên Diệp Vương. Mọi người có thể suy nghĩ cẩn thận, Trương Huyền tự nhiên cũng đoán ra được, sắc mặt đang khó coi, chợt nghe Tử Diệp Vương hơi run rẩy nói. Thiên Diệp Vương. Hắn là thực lực mạnh nhất trong Thanh Điền Thập Đại Vương giả chúng ta, tâm cơ sâu nhất. Tu vi sớm đã đạt đến thánh vực ngũ trọng xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Có thể ở trước mặt hai vị thánh vực ngũ trọng, lặng yên không một tiếng động đào tẩu, chỉ có hắn mới có loại thực lực này. Tử Diệp Vương giải thích nói. Xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Khuôn mặt Trương Huyền xanh mét. Thực giống như đối phương nói, hoàn toàn chính xác vô cùng có khả năng. Loại cường giả cảnh giới này, hoàn toàn có thể giấu nhục thân ở ngoài hòn đảo, nguyên thần lặng lẽ tới đây, sau khi đạt được địa đồ. Nhanh chóng đào tẩu, tốc độ cực nhanh, coi như là thánh thú phi hành cũng không thể đuổi kịp. Khó trách ngay cả mình cũng bị lừa, Minh Lý Chi Nhãn không có nhìn ra kẽ hở, không nghĩ tới trong Thanh Điền Thập Đại Vương giả, lại có cường giả lợi hại như thế. Xem ra sau này phải cẩn thận rồi. Thập Đại Vương giả các ngươi những có người nào, thực lực như thế nào? Chần chừ một chút, Trương Huyền nhịn không được hỏi. Tuy Thập Đại Vương giả bị hắn gián tiếp hoặc trực tiếp giết chết thu phục chừng một nửa. Nhưng cụ thể là 10 người nào, thực lực mạnh đến cỡ nào, lại không rõ ràng, ngẫm lại cũng cảm thấy phiền muộn. Đương nhiên, hắn cảm thấy phiền muộn, nếu như cho Thanh Điền Hoàng biết rõ, nhất định sẽ thổ huyết ngay tại chỗ. 10 thuộc hạ đắc lực nhất, bị đùa chết 4 cái, thu phục được 1 cái, kết quả. Người này đối với bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, trống không như giấy trắng. Không biết cũng như vậy, một khi rõ ràng, còn không diệt cả mạch bọn chúng. Kim Thanh, Thủy, Thổ đã bị chết, trừ ta ra, còn thừa lại Thiên, Ngọc, Phong, Thạch, Hỏa ngũ đại vương giả. Trong đó, Thiên Diệp Vương mạnh nhất, cũng là đứng đầu trong thập đại vương giả, Ngọc Diệp Vương tiếp theo, tuy không có đạt tới xuất khiếu cảnh, nhưng cũng là nửa bước xuất khiếu. Xuống chút nữa là Phong Diệp Vương, Thạch Diệp Vương, Hỏa Diệp Vương. Mỗi cái cường đại, đều lợi hại hơn chúng ta, bởi vậy, bọn hắn được xưng là Thượng Ngũ Vương, mà chúng ta là Hạ Ngũ Vương. Không do dự, Tử Diệp Vương nói kỹ càng tình huống thập đại vương giả một lần. Trương Huyền gật đầu. Ngũ đại vương giả này đã rất khó đối phó rồi, không nghĩ tới còn có thượng ngũ vương. Nhìn bộ dáng của đối phương, đối với đồ vật trong di tích là tình thế bắt buộc, hiện tại địa đồ bắt lấy, chỉ sợ di tích mở ra lần nữa, nhân tộc sẽ gặp đại phiền toái. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn a. Xuất hiện loại biến cố này, không phải hắn có thể dự liệu được. Không nói trước Thiên Diệp Vương này trốn lâu như vậy, khó có thể tìm tòi, coi như có thể tìm, bằng vào thực lực của Bạch Độc Sư, Hải Độc Sư, cũng khẳng định không phải đối thủ. Bản thân càng không cần phải nói. Mượn nhờ Tử Diệp Vương cùng khôi lỗi đối phó cường giả thánh vực tứ trọng còn có thể, ngũ trọng. Có thể chạy được bao xa thì chạy. Xuất khiếu cảnh, lợi dụng nguyên thần chiến đấu, vừa rồi thấy tận mắt, uy lực cường đại không thể tưởng tượng nổi, phi thiên độn địa, lực lượng vô cùng. Tu vi không đến, ngay cả góc áo của người ta cũng chạm không được. Căn bản không cùng một cấp bậc. Danh sư có thể vượt cấp chiến đấu,
nhưng xuất khiếu cảnh là một đạo khảm, một cái là nhục thân chân khí, một cái là nguyên thần, tương đương với người và thần linh, hầu như không có khả năng vượt qua. Chương 1882, Hồ Vân Sinh khủng hoảng 2. Tự lấy hắn hiện tại làm thí dụ, còn không có đạt tới thánh vực, nhưng đánh bại thánh vực nhị trọng thần thức cảnh, tương đương với bước qua hai đại cấp chiến đấu. Loại năng lực này ở dưới thánh vực ngũ trọng, không coi vào đâu, một khi đến trình độ này, coi như đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong, có thể chiến thắng xuất khiếu cảnh sơ kỳ hay không cũng còn khó nói. Huống chi cường giả nguyên thần cảnh, đánh không lại hoàn toàn có thể lập tức đào tẩu, tu vi không đạt tới, căn bản đuổi không kịp. Không nói cái khác, nói một chiêu độn địa này, không có đạt tới nguyên thần, trừ thổ Diệp Vương huyết mạch đặc thù, không ai có thể làm được. Độn địa, lặn xuống nước, nguyên thần có thể không hô hấp, nhưng có được nhục thân, liền không có khả năng hoàn thành. Dị linh tộc cướp đi địa đồ, hơn nữa sát hại nhược điện chủ, chuyện này nhất định phải lập tức trở về tổng bộ bẩm báo. Tôn Độc Sư, hai người chúng ta liền cáo từ trước. Hai người đối thoại, đám người Bạch Độc Sư cũng uể oải nhìn lại. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết, đã tìm không thấy đối phương, tiếp tục truy tung, chỉ là lãng phí thời gian, dày vò như vậy, còn không bằng trước đưa tổ sư về tổng bộ. Được. Trương Huyền đáp một tiếng. Hồng Viễn Độc Điện Điện Chủ bị giết, không thể rắn mất đầu, mọi người nhất trí đề cử Hứa trưởng lão trở thành tân điện chủ. Đưa địa tàng hoa cho Hứa trưởng lão, lại chỉ điểm hắn luyện độc, để cho đối phương thành công đột phá trở thành độc sư thất tinh, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng thở ra. Đi tới nơi này mục đích hoàn thành, không cần tiếp tục chờ xuống dưới, cùng đám người Bạch Độc Sư đứng dậy cáo từ. Bạch Độc Sư cưỡi thánh thú phi hành tốc độ cực nhanh, không đến một ngày, đã về tới Tĩnh Viễn Thành. Nhảy xuống thánh thú, lần nữa bàn giao, thẳng đến hai vị độc sư hứa hẹn tận tâm tận lực bảo hộ Ngụy Như Yên. Trương Huyền mới yên lòng. Đệ tử đều rời đi lão sư, coi như là hắn, cũng không ngoại lệ. Hùng ưng lại hung mãnh, không cho nó một mình bay lượn trên bầu trời, một mực che chở ở dưới cánh chim, vĩnh viễn không có khả năng thành tài. Đệ tử cũng như thế. Nguyên nhân chính là như thế, tuy rất không muốn, nhưng hắn vẫn để cho đệ tử từng cái rời đi. Vốn là Triệu Nhã, Lộ Trùng, sau đó Viên Đào, hiện tại lại đến phiên Ngụy Như Yên. Nhìn bộ dạng của Trịnh Dương, có lẽ cũng sẽ đi chiến sư đường, bảy đệ tử, không sai biệt lắm rời đi năm cái. Trong lòng cảm khái, không tự giác lần nữa đi vào Mạc Vân Hiên. Thông qua Hồ Vân Sinh Hiên chủ hỏi thăm, biết rõ danh sư đường cùng Hồng Viễn Hoàng Thất, đã ở ngày hôm qua phái người tới đây, niêm phong phủ thành chủ. Nguyên lai, dị linh tộc khống chế con trai độc nhất của thành chủ, lúc này mới nghe theo bọn họ phân phó. Thân là nhân tộc, nhưng dốc sức cho dị linh tộc. Mặc kệ nguyên do gì, đều tội không thể thứ, trước mắt đã áp giải về đế đô, Ngọc Thần Thanh sẽ tự mình thẩm phán. Nghe được tin tức này, Trương Huyền thở dài một tiếng. Vô luận làm chuyện gì, cũng không thể đi nhầm, một bước sai, từng bước sai, về sau sẽ chỉ mang đến cho mình phiền toái càng lớn hơn nữa. Giúp đỡ Hồ Vân Sinh giải quyết xong thiên đạo chân khí trong cơ thể, lúc này Trương Huyền mới đứng dậy cáo từ, thả ra Tử Dương Thú, bàn chân đạp mạnh. Thẳng tắp bay về phía danh sư học viện. Tử Dương Thú, thánh vực Tử Dương Thú. Nhìn hắn phá không rời đi, Hồ Vân Sinh cứng ngắc tại nguyên chỗ, cả người sắp choáng váng. Hiên chủ, làm sao vậy? Cho tới bây giờ chưa thấy qua hiên chủ thất thố như vậy, Chu Khiếu nghi ngờ hỏi. Loại thánh thú như Tử Dương Thú, mặc dù không thấy nhiều, nhưng toàn bộ Hồng Viễn Đế Quốc cũng có không ít, không cần phải kinh ngạc như vậy a. Tử Dương Thú là không ít, nhưng loại Tử Dương Thú cấp bậc này, toàn bộ Hồng Viễn Đế Quốc chỉ có một. Nhìn ra nghi ngờ của hắn, Hồ Vân Sinh cười khổ. Chỉ có một. Chu Khiếu sửng sốt một chút. Chẳng lẽ, thiên chủ đã đoán được thân phận chân thật của tôn tiền bối? Nếu như đoán không sai, bộ dáng của hắn là ngụy trang, mà bản thân hắn tên là Trương Huyền. Hồ Vân Sinh gật đầu. Trương Huyền. Thân thể Chu Khiếu cứng đờ, sắc mặt trắng bệch. Ngươi nói là, danh sư học viện tân viện trưởng, Trương Huyền Trương viện trưởng. Mạc Vân Hiên làm địa phương bán tin tức, biết rõ rất nhiều chuyện của Trương Huyền, ngay cả Chu Khiếu cũng xem qua nhân sinh truyền kỳ của vị viện trưởng này, một mực coi là thần tượng, cả đời muốn phấn đấu. Là hắn. Hồ Vân Sinh gật đầu. Hiện tại ta mới nhớ tới, quản gia của Trương viện trưởng tên là Tôn Cường, hơn nữa, danh sư đường cùng hoàng thất có thể nhanh như vậy liền xử lý thành chủ. Căn cứ tin tức là Trương viện trưởng phát ra mệnh lệnh. Kết hợp những thứ này,
lại đoán không ra thân phận, thật sự là choáng váng. Cái này, Chu Khiếu giờ mới hiểu được, chỉ là làm sao cũng không dám nghĩ, Trương viện trưởng lại có thể tự mình đến Tĩnh Viễn Thành, hơn nữa còn đến Mạc Vân Hiên của bọn hắn. Đúng rồi, Hiên chủ, ta nhớ ngươi thật giống như còn muốn giết người đoạt bảo a. Nhớ tới một sự kiện, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt của Hiên chủ trắng bệch, trên đầu toát ra gân xanh. Chuyện này, ngươi dám để lộ, có tin hiện tại ta liền bóp chết ngươi hay không? Hiện tại Hồ Vân Sinh nghĩ đến cũng sợ hãi. Cướp bóc, lại có thể cướp đến trên đầu danh sư học viện viện trưởng. Đây không phải muốn chết sao? May mắn người ta là danh sư, giảng đạo lý, nếu không đoán chừng hắn đã sớm biến thành thi thể rồi. Chương 1883, Lạc Nhược Hy thỉnh cầu 1. Mặt trời rực rỡ, gió nhẹ ấm người. Tử Dương thú ở trên không trung liên tục phi hành 10 ngày, Hồng Viễn Thành chậm rãi xuất hiện ở trong ánh mắt. 10 ngày, Trương Huyền lấy được tri thức ở Độc Điện, triệt để thấu hiểu, Phong Thánh Giải cũng tu luyện đến Tòng Thánh đỉnh phong, cách thánh vực chỉ có một cước. Chỉ tiếc, không biết địa phương nào có thất thải địa quỳnh dịch, nếu không, khẳng định sớm đã đột phá. Lại để cho Tôn Cường đi nghe ngóng thoáng một phát. Nghe ngóng tin tức mà nói, hắn không bằng Tôn Cường, giao cho gia hỏa này đi làm, cực kỳ yên tâm. Chỉ cần có thể tìm được thất thải địa quỳnh dịch, có thể hoàn mỹ đột phá đến thánh vực, sức chiến đấu lần nữa gia tăng. Đến lúc đó, coi như chỗ di tích kia nguy hiểm, khẳng định cũng có thể thong dòng ứng đối. Không lâu sau, Tử Dương thú rơi vào phủ đệ, Tôn Cường đi tới trước mặt. Thiếu chủ, Trịnh Dương tiểu thiếu gia bị người đón đi. Tiếp đi, người nào? Nhíu mày, Trương Huyền nhìn qua. Là chiến sư Đường Liêu chiến sư, nói để cho hắn đi tham gia tuyển chọn chiến tử, nếu không có khả năng chậm trễ một năm. Tôn Cường nói. Tuyển chọn chiến tử. Trương Huyền sững sờ. Vâng, đây là tiểu thiếu gia lưu lại thư cho ngươi. Nói xong, Tôn Cường đưa tới một phong thư. Tràn đầy nghi hoặc mở thư, bên trong tràn ngập chữ viết. Rất nhanh xem hết, Trương Huyền thở dài một tiếng. Liêu chiến sư bẩm báo tình huống cụ thể Trịnh Dương cho tổng bộ, đã nhận được đối phương phản hồi, lệnh nhanh chóng mang người tới, tiến hành tuyển chọn chiến tử, một khi thành công, thì có thể kế thừa vị trí đường chủ của chiến sư đường, đạt được chiến thần truyền thừa lợi hại nhất. Người thành lập chiến sư đường, là một vị đệ tử thân truyền của Khổng sư, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, người xưng chiến thần. Chỉ cần có thể thông qua tuyển chọn, thì có thể đạt được truyền thừa, trở thành cường giả đỉnh phong của danh sư đường thậm chí toàn bộ đại lục. Coi như là tìm được đường ra cho mình rồi. Ngắn ngủn 10 ngày, liên tục đưa ra ngoài 2 đệ tử, mặc dù Trương Huyền có chút thất lạc, nhưng sâu trong nội tâm lại cực kỳ cao hứng. Đối phương không có khả năng cả đời làm học sinh của mình, cũng nên có mục tiêu cùng sự nghiệp của bản thân. Nếu quả thật có thể trở thành chiến sư đường đường chủ, một đời chiến thần, cũng coi như không phí công giáo dục, thân là lão sư, cũng có thể yên lòng. Được rồi, xử lý xong sự tình di tích, sẽ dẫn người Huyền Huyền hội, đi Thanh Nguyên đế quốc chiến sư đường trao đổi, có lẽ có thể nghe được không ít tin tức về hắn. Cười cười, dứt bỏ thất lạc trong lòng. Hắn cùng đám người Liêu chiến sư ước định tốt, xử lý xong sự tình di tích ở Hỏa Nguyên Thành, liền đi Thanh Nguyên đế quốc danh sư đường trao đổi, tuy nơi đây cũng chỉ là phân bộ, nhưng ở nơi đây nghe ngóng tin tức Trịnh Dương còn không khó. Còn có tin tức gì không? Còn có chính là, Trận Pháp Học Viện viện trưởng cùng Triệu trưởng lão, riêng phần mình dẫn theo 1 vạn đệ tử của Trận Pháp Học Viện, 1 vạn đệ tử luyện khí học viện, đi Hỏa Nguyên Thành thí luyện, đã ở 5 ngày trước xuất phát. Tôn Cường nói, Hỏa Nguyên Thành thí luyện. Trương Huyền nhíu mày. Sớm đi không có gì, mấu chốt nhất là, sự tình di tích Hỏa Nguyên Thành cực kỳ che giấu, chỉ có mấy người bọn họ biết, hiện tại trực tiếp điều động 2 vạn đệ tử. Chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Bất quá hắn cũng biết, loại sự tình này, thân phận của Tôn Cường chưa đủ, coi như nghe ngóng cũng nghe không ra, thậm chí, rất nhiều học sinh tiến về trước, cũng chỉ biết tham gia thí luyện, mặt khác không hiểu rõ tình hình. Còn có chuyện gì sao? Hỏi tiếp. Còn có chính là, Lạc Nhược Hy Lạc Sư, lại tới 2 chuyến, giống như có chuyện gì? Vẻ mặt Tôn Cường cổ quái nhìn qua. Cùng thiếu gia thời gian dài như vậy. Gặp qua không ít nữ tử sắc nước hương trời, xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi, nhưng chưa bao giờ thấy thiếu gia đối với nữ hài nào có đối đãi khác thường, ngoại trừ vị này. Nói đến vị lạc sư này cũng kỳ quái, chỉ cần là tu luyện giả, không có không muốn nghe thiếu gia giảng bài, nàng lại không có chút hứng thú nào, hoàn toàn đối đãi như người bình thường.
ngẫm lại cũng để người nghi hoặc. Tới tìm ta. Trương Huyền sững sờ. Vị lạc sư này, là nữ tử duy nhất hắn động tâm, tuy trong khoảng thời gian này, sự tình một kiện tiếp một kiện, quá mức bận rộn, không có thời gian đi gặp, nhưng mà đối mặt nàng, trong lòng như trước có tình cảm khác. So với đám người Ngọc Phi Nhi, là hoàn toàn bất đồng. Vâng, bởi vì là hảo hữu của thiếu gia, nàng không nói ta cũng bất tiện hỏi nhiều. Tôn Cường gật đầu. Không sao, một lát nữa, ta tự mình đến hỏi là được. Cười cười, Trương Huyền lại hỏi thăm một phen, phát hiện không có chuyện gì khác, lúc này thân thể nhoáng một cái, thẳng tắp bay về phía học viện, chỉ chốc lát đi vào tiểu viện của Lạc Nhược Hy, rơi xuống. Sửa sang lại quần áo một chút, lấy ra tấm gương soi soi, phát hiện còn rất đẹp trai, lúc này mới hài lòng đi vào. Lạc sư, Trương Huyền cầu kiến. Ngưng tụ chân khí, thanh âm truyền vào. Vào đi. Thanh âm vang lên. Đi vào tiểu viện, liền chứng kiến Lạc Nhược Hy yên tĩnh đứng ở cách đó không xa, giống như trước đây, yên tĩnh hờ hững, giống như bức họa, cách đó không xa đứng một người, không ngờ là Mộc sư. Mộc sư Mộc Viên, lúc trước cùng Ngô sư chung một chỗ rời đi, ước định gặp mặt ở Hỏa Nguyên Thành, không nghĩ tới xuất hiện ở chỗ này. Sư thúc, người tới thật đúng lúc, giúp ta khuyên Lạc sư, nàng cũng muốn đi Hỏa Nguyên Thành. Thấy hắn tiến đến, Mộc sư vội vàng nói. Chương 1884, Lạc Nhược Hy thỉnh cầu 2. Ngươi cũng muốn đi. Trương Huyền sững sờ, nhìn về phía nữ hài cách đó không xa. Ân. Lạc Nhược Hy mỉm cười. Cái di tích này nếu như nói thần bí như thế, làm danh sư, tự nhiên muốn đi nhìn một cái. Thế nhưng, chúng ta đối với di tích này, cái gì cũng không biết, coi như là Ngô sư, cũng không dám cam đoan an toàn. Vẻ mặt Mộc sư tràn đầy lo lắng. Di tích Hỏa Nguyên Thành, thanh nguyên danh sư đường hoàn toàn không biết gì cả, năm đó đám người Hồng Viễn học viện lão viện trưởng đi vào, vừa đi không trở về, ai cũng không biết đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm. Huống chi, gần đây nhận được tin tức, dị linh tộc cũng sẽ lẫn vào trong đó. Có thể nói, tuyệt đối cửu tử nhất sinh, vị lạc sư này, thân phận tôn quý, một khi xảy ra chuyện, hắn khẳng định chịu trách nhiệm không nổi. Vừa nói, Mộc sư nhìn Trương Huyền, ánh mắt liên tục chớp chớp. Ý tứ cực kỳ đơn giản, để cho hắn hỗ trợ khuyên can, liền nháy vài cái, cảm thấy vị sư thúc này đã nhận được tín hiệu, chỉ thấy vẻ mặt đối phương tràn đầy hưng phấn. Thật tốt quá, vậy chúng ta cùng đi, vừa vặn thời gian rất lâu không gặp ngươi rồi. Ánh mắt Trương Huyền tỏa sáng. Đang muốn tìm cơ hội cùng lạc sư một mình ở chung, chợt nghe được tin tức này, quả thực bánh từ trên trời rớt xuống. Sư thúc, choáng váng, Mộc sư thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Ta để ngươi hỗ trợ khuyên can, trực tiếp nói như vậy, cũng quá không biết xấu hổ a. Coi như ngươi thích lạc sư, có thể biểu hiện hàm xúc một ít hay không, rõ ràng như vậy. Có thể chú trọng thân phận chút được không? Không có việc gì, thân là danh sư, nếu như sợ hãi nguy hiểm, làm sao có thể trưởng thành? Trương Huyền khoát tay áo, vẻ mặt ngạo nghễ. Lại nói, có ta bảo hộ, khẳng định không có chuyện gì đâu. Vẻ mặt Mộc sư tràn đầy hắc tuyến. Cũng bởi vì có ngươi, ta mới lo lắng. Ngươi xem ngươi ở danh sư học viện làm những chuyện hư hỏng kia, đến nơi nào cũng gà bay chó chạy. Đổi lại những người khác, ta ngược lại yên tâm. Đang muốn nói gì, chỉ thấy Lạc Nhược Hy khoát tay áo. Trương sư nói không sai, không nên khuyên can nữa. Vâng. Bị nàng ngăn chặn, vẻ mặt Mộc sư tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi đã trở về, liền mau chóng lên đường đi. Thấy hắn không nói nhiều. Lạc Nhược Hy nói. Trương Huyền đáp một tiếng. Sự tình không chần chờ, hiện tại liền đi. Học viện cũng không có việc gì, nếu như có, đám người mi trưởng lão cũng có thể xử lý. Lại nói khoảng cách lần trước định một tháng, chỉ còn lại có 7-8 ngày, không đi Hỏa Nguyên Thành sẽ không còn kịp rồi. Thường xuyên ra ngoài, đồ vật đều đặt ở không gian giới chỉ, không có gì cần chuẩn bị. Mộc sư triệu hoán thánh thú phi hành, ba người thẳng tắp bay về phía Hỏa Nguyên Thành. Ta nghe nói đám người Triệu Bính Tuất trưởng lão, đã dẫn theo rất nhiều người đi qua, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Trương Huyền nhìn về phía Mộc sư hỏi. Chuyện này Tôn Cường nghe không hiểu, nhưng Mộc sư thân là người tham dự, khẳng định cực kỳ rõ ràng. Đúng là ra chút phiền toái. Thần sắc của Mộc sư có chút ngưng trọng. Phong ấn ra chút biến cố, có chút bất ổn, tùy thời sẽ sụp đổ, Triệu Bính Tuất viện trưởng dẫn người đi tới, chính là vì củng cố trận pháp. Tận lực kéo dài thời gian, để cho phong ấn thuận lợi mở ra. Làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này?
Trương Huyền kỳ quái. Cái di tích này 2 năm trước liền xuất hiện qua, người danh sư đường cũng chuyên môn phái người đi dò xét, luôn không có vấn đề gì, như thế nào trong lúc đó liền bắt đầu không ổn định. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, bất quá khả năng có quan hệ tới dị linh tộc. Nhíu mày, mục sư chần chừ một chút nói. Căn cứ danh sư canh giữ ở địa phương báo cáo, tựa hồ có dị linh tộc dẫn theo pháp bảo gì đó tới, bất quá dạo qua một vòng lại rời đi, về sau toàn bộ phong ấn liền trở nên không ổn định. Pháp bảo, chẳng lẽ là thư tịch? Trương Huyền sững sờ. Lục điện bị Thiên Diệp Vương cướp đi bản thư tịch kia, nghe nói chính là từ trong phong ấn này toát ra, giờ phút này dị linh tộc dẫn phát phong ấn chấn động, có phải là vì vậy hay không? Ngẫm lại là vô cùng có khả năng. Thiên Diệp Vương là thánh vực ngũ trọng, tốc độ phi hành cực nhanh, hắn từ Tĩnh Viễn Thành đến danh sư học viện, hao tốn 10 ngày, mà đối phương từ độc điện trực tiếp đi Hỏa Nguyên Thành mà nói, khả năng ngay cả 5 ngày cũng không cần. Hơn nữa, thông qua cùng Tử Diệp Vương nói chuyện phiếm, cũng biết dị linh tộc nắm giữ một loại lực lượng không gian, thật giống như từ trên thân Thanh Diệp Vương, Kim Diệp Vương tìm ra tế đàn, thứ này thông qua tế tự, hoàn toàn có thể truyền tống thư tịch hoặc một ít vật phẩm quý giá đến chỗ xa hơn. Thư tịch, không nghĩ tới có thể hỏi như vậy, mục sư nhẹ nhàng cười cười. Điều này sao có thể, thư tịch sao có thể có lực lượng nhiễu loạn phong ấn? Ở hắn xem ra, thư tịch chỉ là dùng để học tập tri thức, có thể làm cho phong ấn mà bọn hắn cũng không biết làm thế nào, trở nên không ổn định, món pháp bảo này nhất định không đơn giản. Tại sao có thể là thư tịch chứ? Thấy đối phương không tin, Trương Huyền không nói thêm lời. Hắn cũng chỉ là suy đoán. Cụ thể tình huống như thế nào, chỉ có thể đến địa phương lại nghiên cứu kỹ càng. À, đúng rồi, sư thúc, lần này tiến nhập di tích, không phải Ngô sư chịu trách nhiệm, mà là cắt cử một vị trận pháp đại tông sư thất tinh đỉnh phong hàn tự. Danh sư đường bàn giao, sau khi tiến nhập di tích, hết thảy nghe theo phân phó của hắn, không được tự ý hành động, tránh cho phiền toái không cần thiết. Nhớ tới một sự kiện, mục sư vội vàng nói. Chương 1885, Hỏa Nguyên Thành 1. Lần này tìm tòi di tích, không phải chuyện tình cảm riêng, liên lụy quá nhiều, thậm chí quan hệ đến toàn bộ nhân tộc, bởi vậy Thanh Nguyên danh sư đường cực kỳ coi trọng, không chỉ phái ra Ngô sư, còn phái ra một vị trận pháp sư thất tinh đỉnh phong, trợ giúp mọi người phá giải phong ấn, tìm kiếm con đường chính xác. Sư thúc của hắn tuy trẻ tuổi, lại cả gan làm loạn, cái gì cũng dám làm, nên sớm bàn giao một câu cho thỏa đáng, miễn cho đến lúc đó xuất hiện phiền toái không cần thiết. Yên tâm đi. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Thấy vẻ mặt hắn tự tin, mục sư không biết nên trả lời như thế nào, nhìn về phía Lạc Nhược Hy cách đó không xa, chỉ thấy nàng mỉm cười, tựa hồ đối với gia hỏa này cam đoan, cũng không quá tin tưởng. Khó trách. Lúc trước dẫn hắn đi phong thánh đài, muốn hắn tôn trọng, kết quả chơi đùa toàn bộ vách đá sụp xuống, nếu không phải khổng sư lên tiếng, chỉ sợ sớm đã bị người đánh chết rồi. Gia hỏa này, có đôi khi thiên phú kinh người, thông minh tuyệt đỉnh, có đôi khi lại lộ ra ngây ngốc có chút đáng yêu. Ba người tùy tiện nói chuyện phiếm, Trương Huyền lại hỏi thăm một ít sự tình về di tích, biết được cái này khả năng cùng khổng sư có quan hệ, trong lòng tràn đầy kích động. Lần trước phong thánh đài, đã chính miệng hỏi qua khổng sư, biết rõ trong cơ thể đối phương cũng có tiên thiên thai độc, nếu như cùng hắn có quan hệ, có lẽ có thể tìm được dấu vết để lại. Một đường không nói chuyện, thánh thú phi hành tốc độ cực nhanh, 5 ngày sau, liền chứng kiến Hỏa Nguyên Thành xuất hiện ở trước mắt. Hỏa Nguyên Thành vốn cực nóng, hiện tại lại là mùa hạ, nếu như không phải tu luyện giả, đoán chừng khó có thể chịu được. Nhìn thành thị cách đó không xa, ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống mà phiếm hồng, mục sư nói. Hoàn toàn chính xác rất nóng. Cảm thụ độ nóng chung quanh thoáng một phát, Trương Huyền gật đầu. Mấy ngày hôm trước vừa đi Tĩnh Viễn Thành, cả ngày tuyết bay, rét lạnh như băng, mà ở nơi này lại như bếp lò, nếu như không đích thân tới. Nhất định sẽ hoài nghi hai địa phương nhiệt độ chênh lệch lớn như vậy, làm sao có thể cùng thuộc một đế quốc. Tuy nơi đây cách phong thánh đài không xa, nhưng độ nóng có chênh lệch rất lớn. Lần trước hắn cùng Lạc Nhược Hy tới phong thánh đài, cách nơi này không tính quá xa, cũng chỉ mấy trăm dặm, khoảng cách gần như thế, khí hậu chỗ đó rất bình thường, hoàn toàn không có thiêu cháy như bên này. Phong thánh đài thiên địa phong thánh, có thánh nhân phù hộ, tự nhiên mưa thuận gió hòa, mà ở nơi này, có vài núi lửa hoạt động, nóng là không thể tránh được. Mục sư giải thích. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Trong đầu hắn có địa đồ của Hồng Viễn Đế Quốc, biết rõ tình huống nơi này. Hỏa Nguyên Thành, được xưng, Hỏa Nguyên, ngọn nguồn của lửa.
không cần nghĩ, cũng có thể biết rõ độ nóng làm cho người khó có thể tiếp nhận. Nếu như nơi đây nóng như vậy, vì sao còn muốn thành lập thành thị, nhiều người như vậy ở chỗ này làm gì? Lạc Nhược Hy nhịn không được hỏi. Nhiều núi lửa như vậy hoạt động, tùy thời có thể bộc phát, lại nóng bức không thể tưởng tượng nổi, vì sao còn có người dừng lại không ly khai? Ha ha! Mộc sư vẫn chưa trả lời, Trương Huyền cười cười. Tuy nơi đây nóng bức, lại cực kỳ thích hợp sinh trưởng một ít dược liệu ưa thích khô ráo, tỉ như khô diệp thảo. Loại dược vật này, có thể không cần hơi nước mà sinh trưởng, trong quá trình trưởng thành, lá cây thủy chung tựa như chết héo mà đặt tên. Một cây khô diệp thảo bán ra, có thể bán được một viên linh thạch thượng phẩm. Mắc như vậy, Lạc Nhược Hy sững sờ. Đối với người bình thường mà nói, một viên linh thạch thượng phẩm, ăn uống cả đời cũng dùng không hết. Một cây dược liệu giá cả cao như vậy, khó trách có thể làm cho vô số người chạy theo như vịt, cam tâm ở loại địa phương này. Không chỉ như thế, nơi đây còn có chút thánh thú, linh thú đặc thù, mỗi một loại đều cực kỳ hiếm thấy, bán ra mà nói giá trị xa xỉ. Hơn nữa, còn là bảo địa sản xuất tài nguyên khoáng sản. Trương Huyền tiếp tục nói. Xem hết tất cả thư tịch của danh sư học viện, biết rõ tình huống của Hồng Viễn Đế Quốc hơn rất nhiều danh sư sinh trưởng ở địa phương. Thì ra là thế. Lạc Nhược Hy hiểu được. Có thể làm cho người ở lại chỗ này, thậm chí thành lập thành thị lớn như thế, tất nhiên có nguyên nhân. Ha ha, sư thúc quả nhiên bác học uyên thâm. Nghe được hắn giới thiệu, mục sư tán dương nhìn thoáng qua. Vị sư thúc này, tuy làm việc có chút không đáng tin cậy, nhưng lượng tri thức trong đầu, là không thể thật hơn, vô luận nhân văn địa lý hay chức nghiệp đặc thù, đều hạ bút thành văn, khiến người ta không thể không phục. Nguyên nhân chính là như thế, Hồng Viễn Học Viện truyền thừa vạn năm, cũng lựa chọn hắn cầm lái. Nói đùa cho vui, không coi vào đâu. Trương Huyền cười cười. Bây giờ cách phong ấn mở ra còn có một chút thời gian, ta xem không bằng chúng ta tới danh sư đường cùng mọi người tập hợp trước. Đang khi ba người nói chuyện, thánh thú đã đi tới trên không thành thị, chậm rãi rơi xuống, chỉ chốc lát đi vào trước mặt một cung điện nguy nga cao ngất. Danh sư đường. Tòa thành thị này so với Tĩnh Viễn thành thì bao la hơn nhiều, nhân khẩu cũng càng thêm tụ tập, có phân bộ danh sư đường, bất quá đường chủ thực lực mạnh nhất, cũng chỉ là thánh vực nhất trọng trung kỳ, cùng Hồng Viễn thành chênh lệch khá xa. Gặp qua mộc sư. Vừa đi vào, một trung niên nhân liền tiến lên đón. Ân, bọn người Hàn tự trận pháp sư cùng Ngô sư ở đây sao? Mang bọn ta tới. Mộc sư cười nói. Đám người Ngô sư đã ở hai ngày trước, đi Nhạn Lâm Sơn. Trung niên nhân vội vàng trả lời. Đi Nhạn Lâm Sơn. Chương 1886, Hỏa Nguyên Thành 2. Mộc sư sững sờ. Phong ấn không phải còn có vài ngày nữa mới có thể mở sao? Đi tới sớm như vậy làm gì? Ta không biết, chỉ để ta lưu lại thủ ở chỗ này, tiếp đãi danh sư khác tới, bảo mọi người cần phải mau chóng đi qua. Trung niên nhân vội nói. Biết rồi. Gật gật đầu, mộc sư không muốn hỏi nhiều, nhìn lại. Ngô sư cùng Hàn tự trận pháp sư đã đi tới, chỉ sợ phong ấn xuất hiện biến cố, so với lúc trước ta biết càng thêm nghiêm trọng, chúng ta cũng đi tới xem một chút ha. Ân. Hai người Trương Huyền gật đầu, lần nữa ngồi trên lưng thánh thú phi hành. Địa phương phong ấn không phải trong nội thành, mà là Nhãn Lâm Sơn mạch cách nơi đây hơn 300 dặm, chỗ đó có một núi lửa cực lớn hoạt động, cực kỳ nóng, luôn ít ai lui tới. Đứng ở trên lưng thú, mục sư nói tình huống phong ấn một lần. Địa phương thành lập phong ấn, giống như hòn đảo của Độc Điện, là một núi lửa hoạt động, trận pháp cực lớn, là do trong núi lửa phóng thích lực lượng duy trì vận chuyển, không hiểu trận pháp, muốn cứng rắn đi vào mà nói, chẳng những không cách nào tiến nhập, còn sẽ dẫn tới sơn mạch sụp đổ, để cho di tích hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vậy, phong ấn không mở ra, coi như là vô số cao thủ của danh sư đường, cũng không dám dùng sức mạnh, chỉ có thể ở ngồi chờ nơi đây. 300 dặm không tính quá xa. Không đến 10 phút, liền chứng kiến một ngọn núi cao lớn xuất hiện ở trước mắt, cao chừng mấy ngàn thước, khí thế nguy nga, chỉ là phía trên trụi lùi, một ngọn cỏ cũng không có, hầu như tất cả đều là tảng đá màu lửa đỏ, còn chưa tới trước mặt, liền làm cho người ta có cảm giác thiêu cháy làn da. Đây là thanh hỏa đan, phục dụng xuống, có thể triệt tiêu hỏa độc ảnh hưởng, không bị thương tổn. Cổ tay lật qua lật lại, mục sư lấy ra hai viên đan dược đưa tới. Tuy thực lực của bọn hắn, loại trình độ nhiệt lượng này không coi vào đâu, nhưng đợi thời gian dài, như trước sẽ có hỏa độc xâm nhập trong cơ thể, lưu lại chứng bệnh.
Vì phòng ngừa loại tình huống này, nửa tháng trước, luyện đan sư học viện tân nhiệm Chu viện trưởng để cho rất nhiều học sinh luyện chế ra đầy đủ thanh hỏa đan. Loại đan dược này luyện đan sư tứ tinh có thể luyện chế, cũng không phức tạp, lợi dụng một ít dược liệu giải hỏa độc cô đọng thành, công hiệu bài trừ hỏa độc rất tốt. Đa tạ. Đối với Trương Huyền mà nói, trong cơ thể có thiên đạo chân khí, ngay cả kịch độc còn không sợ, tự nhiên không sợ những hỏa độc này, bất quá đối phương có hảo ý, không đành lòng cự tuyệt, tiện tay tiếp nhận, há miệng nuốt xuống. Đan dược vào cổ họng, lập tức cảm thấy một cỗ mát lạnh dũng mãnh vào toàn thân, lúc trước cảm thấy cực nóng, cũng tựa hồ không tồn tại nữa. Đây không phải thanh hỏa đan bình thường. Nhãn tình sáng lên. Tuy bề ngoài không có khác nhau, nhưng tính chất của đan dược này, rõ ràng cường đại hơn bình thường rất nhiều. Là ta thu thập rất nhiều dược liệu, bản thân luyện chế thành. Mục sư cười cười. Khó trách. Trương Huyền gật đầu. Hắn là một vị danh sư thất tinh, trong chức nghiệp phụ tu có luyện đan sư, do hắn xuất thủ luyện chế đan dược cấp 4, công hiệu tự nhiên không giống bình thường. Thánh thú cao tốc phi hành, không lâu sau, đi vào đỉnh Nhãn Lâm Sơn, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy trước mặt một cái hố thật lớn, vô số học sinh khoanh chân ngồi ở chung quanh, liên tục quán thâu chân khí, trên đầu mồ hôi chảy ròng. Bọn hắn đang củng cố phong ấn. Sắc mặt mộc sư trầm xuống. Thoạt nhìn, phong ấn quả nhiên so với bọn hắn suy nghĩ còn muốn nguy hiểm, nếu không, cũng không có khả năng nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ. Hẳn là trận pháp học viện viện trưởng, mang đến một vạn học sinh kia. Nhìn thoáng qua, Trương Huyền gật đầu. Những thứ này đều là đệ tử của danh sư học viện, mặc quần áo đặc thù, liếc có thể nhìn ra. Vù vù vù. Đang cảm thấy những học sinh này có chút không kiên trì nổi, chỉ thấy lại có một đám học sinh đi vào trước mặt, bàn tay bay múa, từng trận kỳ vừa mới luyện chế thành bị đặt ở vị trí cố định. Những vị trí này, tuy không thể cải biến kết cấu phong ấn, lại có thể để cho nó trở nên củng cố. Đúng là học sinh của luyện khí sư học viện. Đệ tử hai đại học viện phối hợp khăng khít, động tác vừa nhanh lại trôi chảy, xem ra những ngày này không ít làm như vậy. Thấy nhiều đệ tử như vậy nỗ lực củng cố, hố tròn phía dưới cũng có loại cảm giác tùy thời bộc phát, Trương Huyền nhíu mày, hoa văn trong mắt lập lòe, thẳng tắp nhìn xuống. Trận pháp thật rườm rà. Nhìn thoáng qua, nhíu mày. Lý giải đối với trận pháp, không kém gì trận pháp sư thất tinh, nhưng khi nhìn cấm chế phía dưới, như trước có chút mê muội, khó có thể rõ ràng. Lại có chút không giống. Càng xem càng nghi hoặc. Thoạt nhìn giống như trận pháp, lại có chút không quá giống. Tuy cái phong ấn này có chút không ổn định, nhưng không có kích hoạt, bởi vậy, không cách nào dùng thiên đạo thư viện bình phán, chỉ dựa vào minh lý chi nhãn mà nói, lấy kiến thức của hắn bây giờ, muốn hiểu rõ, không có mấy tháng là không cách nào làm được. Nếu là trận pháp mà nói, không cần nghĩ, tuyệt đối vượt qua cấp 7. Một đại trận vượt qua cấp 7. Khó trách nhiều danh sư của Thanh Nguyên Đế quốc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dĩ nhiên vượt qua phạm chủ bọn hắn có thể xử lý. Vù vù vù. Hắn quan sát, mộc sư khống chế thánh thú chậm rãi bay xuống. Rơi trên mặt đất, còn chưa tới trước mặt hố tròn, chỉ thấy Ngô sư đi ra đón. Trương sư, Lạc sư, Mộc sư, các ngươi đã tới. Chương 1887, ta có thể thử xem một. Ngô sư. Ba người chào. Đây là thế nào? Trương Huyền trực tiếp hỏi. Phong ấn từ nửa tháng trước có chút không vững chắc, bất quá, đều ở trong phạm vi có thể khống chế, ai ngờ ở mấy ngày trước, liên tục lắc lư, tựa hồ tùy thời sẽ sụp đổ, sắp khống chế không nổi rồi. Lông mày nhíu chặt, Ngô sư nhìn về phía trước. Khống chế không nổi. Không sai. Ngô sư gật đầu, đang muốn nói chuyện, liền cảm thấy một thanh âm như sấm rền từ dưới đất chậm rãi vang dội tới. Như cự thú rên rỉ, lại giống như dưới sơn mạch ở ẩn một cự long, tùy thời có thể sống lại, chém giết đám đông. Đây là cái gì? Đám người Trương Huyền biến sắc. Nghe được thanh âm này, thật giống như thân ở trong ngọn nguồn tai họa, nhân lực trở nên vô cùng nhỏ bé. Một khi tai họa phát sinh, chỉ sợ sẽ bị trong nháy mắt thôn phệ, thần tiên khó cứu. Chính là thanh âm trong phong ấn vang lên, đến cùng xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, tiếp tục như vậy nữa. Dùng không được bao lâu, toàn bộ phong ấn sẽ triệt để sụp đổ, đến lúc đó, vô luận là di tích, hay hỏa nguyên thành, chỉ sợ đều trong nháy mắt bị san thành đất bằng. Trên mặt Ngô sư tràn đầy lo lắng. Một khi phong ấn phá hư, núi lửa sẽ lập tức bộc phát, Nhãn Lâm Sơn cách hỏa nguyên thành chỉ có hơn 300 dặm, khoảng cách gần như thế,
tất nhiên sẽ tai bay vạ gió, cường giả thánh vực cũng khó may mắn thoát khỏi. Núi lửa trước mặt ẩn chứa lực lượng thật sự quá lớn, đã vượt qua tình trạng nhân lực có thể đạt đến. Oanh long long. Đang khi nói chuyện, tiếng nổ càng ngày càng vang, mặt đất bắt đầu nhảy lên, một cỗ khí lưu cực nóng từ trong phong ấn tuôn ra, dưới chấn động kịch liệt, vừa rồi mọi người buông xuống trận kỳ, lập tức bị đánh bay hơn phân nửa. Rất nhiều học sinh trận pháp học viện ngồi ở trước hố thủ hộ, sắc mặt đồng thời trắng bệch, trong nháy mắt bay ra mấy trăm người, từng cái miệng phun máu tươi. Những người này bị thương, đằng sau lập tức có đệ tử mới bổ sung tới, toàn lực thi triển tu vi, khống chế bốn phía phong ấn không cho sụp đổ. Lực lượng thật cường đại. Thấy một màn như vậy, khuôn mặt Trương Huyền trắng bệch. Phía dưới tuôn ra lực lượng, vượt ra khỏi khả năng suy nghĩ, coi như là thánh vực tứ trọng, ngũ trọng liên thủ cũng áp chế không nổi. Nhiều học sinh danh sư đường thực lực mạnh mẽ như vậy, cũng chỉ là nỗ lực duy trì. Dưới loại lực lượng này, nếu như phong ấn không mở ra, đừng nói tiến nhập, chỉ sợ còn chưa tới trước mặt sẽ bị khí lưu cuồng bạo quấy thành bụi phấn. Lúc trước vẫn cho là, mặc kệ di tích này có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cần cẩn thận một ít, bằng vào thư viện cùng minh lý chi nhãn, tổng có thể xu cắt tỷ hung, sẽ không xuất hiện biến cố quá lớn, hiện tại xem ra. Nghĩ quá đơn giản. Loại địa phương cuồng bạo này, hơi không cẩn thận, thì có thể bỏ mình ngay tại chỗ, thần tiên khó cứu. Đội chữ giáp, chấn thủ cấn vị, đội chữ bính, chấn thủ tốn vị, càn vị do đội chữ mậu chấn thủ, các đội khác, canh giữ ở tại chỗ, quán thâu chân khí vào trong hố. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, sau đó một lão giả bay tới, lơ lửng ở trên không mọi người, trước mặt là một cái la bàn thật lớn, một bên suy tính, một bên hét lớn. Phía dưới rất nhiều học sinh nghe được phân phó của hắn, toàn bộ dựa theo đội hình lúc trước bố trí tốt, tiến hành xếp đặt, ngay sau đó vô số đạo chân khí đồng thời tuôn ra, ở vị trí chính giữa giao hội, tựa như giấy lên một pháo hoa thật lớn. Chân khí bắt đầu khởi động, phong ấn bốn phía như được gia cố, dần dần bình tĩnh, tiếng nổ vang phía dưới cũng như bị áp chế, lại không còn táo bạo như lúc trước. Không đúng, gia cố như vậy mà nói, phong ấn làm sao có thể mở ra. Nhìn trong chốc lát, Trương Huyền nhướng mày. Làm như vậy đúng là tránh khỏi lực lượng phía dưới tập kích, để cho nơi đây tạm thời an toàn, nhưng cũng có vấn đề rất lớn. Đó chính là kèm theo lực lượng phong ấn gia cố, còn muốn tiến nhập bên trong di tích, chỉ sợ càng ngày càng khó, thậm chí, có thể nói không thể nào. Dựa theo lúc trước mà nói, 2-3 ngày sau phong ấn sẽ mở ra, nhưng tiếp tục gia cố như vậy mà nói, đừng nói 3 ngày, 3 năm cũng chưa hẳn có thể mở ra. Đúng vậy, thế nhưng chúng ta cũng không có cách nào. Phong ấn không mở ra, liền không cách nào tiến nhập, mà bộ dáng bây giờ, không vững chắc mà nói, toàn bộ di tích sẽ sụp đổ. Ngô sư lắc đầu. Kỳ thật bọn hắn cũng không muốn gia cố như vậy, nhưng mà không gia cố, di tích không còn tồn tại, đi vào cũng vô dụng. Lại nói, phía dưới cuồng bạo như thế, coi như có thể tiến nhập, cũng không dám đi vào a. Ai có thể cam đoan, sẽ không ở lúc bộc phát, người chôn ở bên trong. Ngoại trừ gia cố, chẳng lẽ không có biện pháp khác? Trương Huyền nhìn không được nói. Có là có, nhưng, làm không được. Ngô sư lắc đầu. Nói nghe một chút. Trương Huyền nhìn không được nhìn qua. Đã có biện pháp, có thể thử một lần, dù không thành công, cũng mạnh hơn bây giờ nhiều. Cái phong ấn này, giống như cái vách ngăn, phong bế lực lượng cuồng bạo phía dưới, thật giống như phong kín khí cầu, lực lượng bên trong không ngừng công kích, mới đầu khí cầu dựa vào co giãn, còn có thể duy trì, kèm theo lực lượng càng ngày càng nhiều, chung quy đạt tới một cực hạn không cách nào thừa nhận, đến lúc đó thì có thể trực tiếp bạo tạc nổ tung. Mục đích mọi người gia cố phong ấn, chính là vì để cho cái giới hạn này kéo dài, để cho lực lượng phong ấn càng cường đại hơn. Ngô sư giải thích nói. Chương 1888, ta có thể thử xem hai. Đáng tiếc vô luận cường đại cỡ nào, chỉ cần không giải quyết lực lượng phía dưới, chẳng khác nào chỉ phần ngọn không chỉ phần gốc, vĩnh viễn sẽ có một ngày bị xông phá. Ân, nghe được giải thích của hắn, Trương Huyền gật đầu. Hắn nói cực kỳ hình tượng. Lực lượng cuồng bạo phía dưới mới là căn bản, không giải quyết cái này, một mực gia cố phong ấn, là vô dụng, thật giống như để cho khí cầu trở nên co giãn càng lúc càng lớn. Chỉ là trong thời gian ngắn, để cho lực lượng cuồng bạo không cách nào thực hiện được mà thôi, trên thực tế nương theo thời gian càng ngày càng dài, lực lượng chồng chất càng ngày càng mạnh, một khi bộc phát uy lực sẽ càng lớn. Thật giống như hồng thủy, dùng đê đập đi chặn đường. Chắn càng nhiều, mực nước càng cao,
áp lực gia tăng gấp mấy lần, đến cuối cùng, nhất định sẽ đạt tới một cực hạn không cách nào thừa nhận. Thật muốn như vậy, sẽ rất phiền toái. Một biện pháp khác, chính là chỉ tận gốc, tiêu trừ lực lượng cuồng bạo phía dưới. Nhưng mà tình huống trước mắt, trước lúc phong ấn mở ra, ai cũng không cách nào tiến nhập, chớ nói chi là tìm được chỗ mấu chốt, tiến hành ngăn lại. Mà một khi mở ra, lực lượng cuồng bạo phía dưới tất nhiên bộc phát. Ngô sư cười khổ lắc đầu. Đây là cái nghịch biện, mở ra phong ấn, mới có khả năng triệt để giải quyết tai họa ngầm, nhưng một khi mở ra, tai họa ngầm sẽ bộc phát ngay tại chỗ. Cái này, Trương Huyền cùng Mộc sư nhìn nhau, cũng không khỏi lắc đầu. Đối phương nói không sai, đây thật là nan đề không cách nào lựa chọn, coi như biết rõ, liên tục gia cố phong ấn, sẽ chỉ càng ngày càng phiền toái, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Ta nghe Mộc sư nói, danh sư trấn thủ chỗ này phát hiện dị linh tộc, mới xuất hiện loại biến cố này. Không biết có phải hay không? Trong lòng khẽ động, Trương Huyền nghĩ đến cái gì, nhịn không được hỏi. Vâng. Ngô sư nhẹ gật đầu. Dị linh tộc tới không lâu, liền vội vã rời đi, không biết dùng thủ đoạn gì, nơi đây liền bắt đầu xuất hiện biến cố. Mới đầu trùng kích vô cùng nhẹ, coi như mấy người chúng ta cũng có thể chống chọi, nhưng kèm theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng lợi hại, hai vạn học sinh chung một chỗ, cũng có chút cố hết sức. Tới không lâu đã đi. Trương Huyền chần chừ một chút. Không biết danh sư phát hiện những dị linh tộc này là vị nào. Là một danh sư tứ tinh bình thường, lúc ấy chịu trách nhiệm thủ hộ ở chỗ này. Ngô sư nói. Danh sư tứ tinh bình thường, tu vi cao nhất bất quá hóa phàm cửu trọng. Lại phát hiện dị linh tộc quấy rối. Trương Huyền kỳ quái. Lần này vì di tích kia, dị linh tộc đến, hắn gặp qua không ít, kém nhất cũng đạt đến thánh vực nhất trọng. Thập đại vương giả càng đạt đến tứ trọng. Một danh sư tứ tinh bình thường, tu vi cao nhất cũng không quá đáng hóa phàm cửu trọng. Làm sao có thể phát hiện bọn hắn quấy rối mà không có bị chém giết? Yên tâm đi, vị danh sư này có thể tuyệt đối tín nhiệm, sẽ không phản bội nhân tộc. Còn tưởng rằng hắn cảm thấy có người cấu kết dị linh tộc, một sư vội vàng giải thích. Ta không phải cảm thấy hắn sẽ phản bội nhân tộc. Trương Huyền lắc đầu, đang muốn nói gì? Liền cảm thấy mặt đất nổ vang lần nữa vang lên. Lực lượng phía dưới mới đầu 2-3 canh giờ mới bộc phát một lần, mà bây giờ đã không cao hơn 10 phút. Ngô sư nói, hai ngày trước, tuy lực lượng phía dưới cũng trùng kích, nhưng tần suất rất thấp, mọi người không cố hết sức như vậy, mà bây giờ. 10 phút một lần, sắp kiên trì không nổi rồi. Tiếp tục như vậy nữa, ta sợ những học sinh này cũng không chịu nổi. Khuôn mặt Trương Huyền xanh mét. Những thứ này đều là học viên của hắn, càng có một bộ phận lớn là người Huyền Huyền hội, mấy canh giờ duy trì một lần thì thôi, 10 phút một lần mà nói, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu, sẽ không chịu nổi, tu vi tổn hao nhiều. Ta cũng biết, nhưng bây giờ đã không có phương pháp tốt hơn. Ngô sư lắc đầu, chắn không bằng khai thông, nếu như sớm muộn gì cũng áp chế không nổi, vì sao không dẫn dắt lực lượng cuồng bạo bên trong đi ra, sẽ không cần phiền toái như vậy rồi. Lạc Nhược Hy ở một bên đột nhiên mở miệng. Khai thông, chúng ta cũng không phải không nghĩ tới, nhưng mà cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, hơn nữa công kích bốn phương tám hướng, tìm không thấy phương vị thích hợp nhất, phòng ấn chẳng những sẽ trong nháy mắt sụp đổ, còn rất dễ dàng gây nên bạo tạc nổ tung. Gây chuyện không tốt, người nơi này đều bị nổ chết ngay tại chỗ. Ngô sư nói, đồng dạng lấy khí cầu làm thí dụ, càng thổi càng lớn, đạt tới cực hạn thừa nhận, tất nhiên sẽ bạo tạc nổ tung. Vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, ở phía trên đâm một lỗ, thả không khí bên trong ra là tốt nhất. Đáng tiếc, một khi đâm không tốt, chẳng khác nào đốt dây dẫn nổ. Không chỉ Hỏa Nguyên Thành, tất cả danh sư ở đây, đều có thể toàn quân bị diệt, không còn một mống. Bởi vậy, đâm bao nhiêu chỗ, đâm ở địa phương nào, là học vấn rất lớn, tìm không thấy vị trí, chính là chết. Coi như bọn hắn là danh sư thất tinh, trận pháp sư thất tinh, cũng không có nắm chắc. Không dám mạo hiểm. Tìm được vị trí thích hợp, phóng thích lực lượng. Nghe được hai người đối thoại, ánh mắt Trương Huyền đột nhiên sáng ngời, ánh mắt sáng ngời nhìn lại, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Cái này, có lẽ ta có thể thử xem. Chương 1889, Trương Huyền phá phòng ấn thượng. 1. Chỉ cần trận pháp vận chuyển, Thiên Đạo Thư Viện có thể tìm được thiếu sót, so với la bàn gì đó thì chuẩn xác hơn nhiều. Người khác tìm không thấy vị trí chuẩn xác. Không biết thi triển bao nhiêu, lực lượng mạnh như thế nào, nhưng với hắn mà nói, ngược lại là đơn giản nhất. Thử xem.
Ngô sư lắc đầu. Ta biết rõ Trương viện trưởng ở trên trận pháp rất có tạo nghệ, nhưng cái này liên lụy thật sự quá lớn, chỉ có thể thành công không thể thất bại, tuyệt đối không thể thử loạn. Một khi thất bại, sẽ bạo tạc nổ tung, tất cả mọi người sẽ bị nổ chết. Không phải trò đùa, không phải đồ chơi có thể thử. Ta biết rõ. Trương Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện, chợt nghe không trung có một thanh âm vang lên. Thử xem, xảy ra chuyện, ngươi gánh được sao? Tuổi còn trẻ, liền miệng lưỡi lưu loát, còn thể thống gì? Ầm ầm. Một lão giả bay đến trước mặt mọi người, rơi xuống, đúng là trận pháp sư thất tinh đỉnh phong lúc trước ở trên không trung chủ trì gia cố phong ấn, Hàn Tự. Hắn lúc này, tuy vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi, nhưng nhìn về phía Trương Huyền, mang theo lạnh lùng cùng không vui. Hàn hội trưởng, ta tới giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Ngô sư vội vàng hóa giải lúng túng. Vị này chính là Hồng Viễn danh sư học viện tân nhiệm viện trưởng, Trương Huyền Trương sư, vị kia là Lạc sư. Ngô sư, cũng không cần giới thiệu, tất cả mọi người là bằng hữu cũ. Trương viện trưởng, Lạc sư, vị này chính là trận pháp sư công hội hội trưởng của Thanh Nguyên đế quốc, Hàn Tự. Ngươi chính là Trương Huyền. Nghe xong giới thiệu, Hàn Tự nhìn lại. Ta nghe nói qua ngươi, ở trên trận pháp rất có thành tựu, trẻ tuổi như vậy, có thể lĩnh ngộ chân lý của trận pháp cấp 6, coi như là thiên tài khó được. Bất quá, thân là danh sư, phải nói năng thận trọng, lời nói cẩn thận, nghĩ trước mà làm sau. Người người đều biết chắn không bằng khai thông, nhưng ngươi nên biết rõ, một khi thất bại, sẽ mang đến hậu quả dạng gì. Không chỉ chúng ta đều chết, trong phạm vi 1.000 dặm, sẽ bị đả kích thật lớn, vô số sinh mệnh triệt tiêu. Loại trách nhiệm này, ngươi gánh được sao? Hàn hội trưởng, đã hiểu lầm, ta nói thử xem, tự nhiên là có nắm chắc, liên lụy tính mạng nhiều người như vậy, ta không dám sằng bậy. Biết rõ đối phương cũng không phải cố ý khó xử, mà là trách nhiệm trên người, Trương Huyền cũng không tức giận, cười cười giải thích. Khẩu khí thật lớn. Lại một vị trung niên đi tới, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Phong ấn trước mắt này, có thể là trận pháp cấp 8, thậm chí cao hơn. Ta cùng lão sư suy tính 2 ngày 2 đêm, cũng không có tìm được địa phương có thể phóng thích lực lượng, hơn nữa không bị thương đến người, người mới đến, trận pháp cũng không có nhìn, liền trực tiếp nói có nắm chắc. Đường đường danh sư học viện viện trưởng, không khỏi quá mức lông bông a. Người trung niên này, lực lượng hùng hậu, từ xa nhìn lại, làm cho người ta có cảm giác áp bách trên tinh thần. Thánh vực tam trọng, thai anh cảnh. Thai anh cảnh cũng gọi là nguyên anh cảnh, nguyên thai lột xác hình người. Tiến triển về phía nguyên thần cảnh, thực lực loại người này, linh hồn vô cùng cường đại, chỉ cần tu vi đạt tới, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Khục khục, Trương sư, vị này chính là đệ tử của Hàn hội trưởng, trận pháp đại tông sư thất tinh, Lưu Mặc. Không nghĩ tới Trương sư nói một câu, liền huyên náo cứng như vậy, Ngô sư tràn đầy lúng túng. 2 ngày này, Hàn hội trưởng cùng học sinh của hắn vì tìm kiếm tiết điểm có thể phóng thích lực lượng, hao tốn vô số tâm huyết. Trọn vẹn 2 ngày 2 đêm cũng không chợp mắt, đáng tiếc như trước không cách nào xác nhận. Nghe ra hỏa này vừa tới, liền nói khoác mà không biết ngượng nói thử xem. Tất cả đều nổi giận. Lưu Mặc, Trương Huyền lắc đầu. Thật có lỗi, chưa từng nghe qua. Thanh Nguyên đế quốc, hắn đi cũng không có đi qua, cái gì trận pháp sư, cái gì hội trưởng, một cái cũng không có nghe qua, vốn là dù không biết, cũng sẽ không nói ra, nhưng bộ dáng đối phương như vậy. Chẳng muốn tiếp tục giả vờ làm người tốt. Ngươi, tuy tức giận, nhưng Lưu Mặc vẫn hất lên ống tay áo. Chưa từng nghe qua ta không sao cả, ta ở Thanh Nguyên đế quốc vốn là vô danh tiểu tốt. Ngươi đã hiểu lầm, ta không phải nói chưa từng nghe qua tên của ngươi. Lắc đầu, vẻ mặt Trương Huyền thành khẩn nhìn qua. Mà là ngay cả Hàn hội trưởng cũng chưa nghe nói qua. Ngươi, thiếu chút nữa tức điên, sắc mặt Lưu Mặc thấu hồng. Hàn hội trưởng cũng thiếu chút tức giận thổ huyết. Mặc dù Hàn Tự hắn không nói danh chấn Thanh Nguyên đế quốc, nhưng cũng thành danh mấy trăm năm, hàng năm đều có vô số danh sư phụ tu trận pháp, hy vọng có thể bái nhập môn hạ của hắn, gia hỏa này thì ngược lại, nói đệ tử mình, ngay cả hắn cũng dính đạn. Hết lần này tới lần khác lại tức giận không được, phiền muộn có chút phát điên. Nghe được hai người đối thoại, Lạc Nhược Hy ở một bên nhẹ nhàng cười cười. Cùng gia hỏa này chơi chọc tức người. Chọc tức không chết ngươi mới lạ. Gia hỏa này vốn là người không giảng quy củ, ưa thích sằng bậy a. Ngay cả Khổng sư cũng dám chọc, ngươi tính cái dễ hành nào nha. Tốt rồi, chưa từng nghe qua cũng không cần kích động như vậy, ta đường đường danh sư học viện viện trưởng, rất bận rộn,
không có khả năng người nào cũng phải biết rõ. Khoát tay áo, Trương Huyền chắp hai tay sau lưng, đi về phía trước một bước, nhìn về phía cái hố cực lớn, ánh mắt mang theo thâm sâu. Ngô sư, chuẩn bị cho ta một cây trận kỳ, tốt nhất đạt tới cấp 7 đỉnh phong. Cái này, trên mặt Ngô sư khó xử. Dừng tay, chẳng lẽ ngươi thật muốn để cho nhiều người chôn cùng ngươi như vậy? Chương 1890, Trương Huyền phá phong ấn thượng. 2. Thấy hắn muốn tìm trận kỳ thất tinh đỉnh phong, rõ ràng cho thấy muốn thí nghiệm thiết điểm, tóc gáy Lưu Mặc nổ lên, mãnh liệt đi vào trước mặt. Gia hỏa này đến cùng có biết nguy hiểm hay không? Hắn cùng lão sư nghiên cứu 2 ngày 2 đêm, cũng không dám xác định, không dám thí nghiệm, hắn thì ngược lại, mới đi đến chừng 10 phút liền muốn tiến lên. Phía dưới còn có hơn 2 vạn danh sư, ngươi không muốn sống, chẳng lẽ những người khác cũng không quan tâm? Bọn hắn gặp qua không ít viện trưởng, đều lấy đệ tử làm trọng, gia hỏa này thì ngược lại, quả thực chính là người điên. Còn không có làm rõ ràng liền đi về phía trước, Hồng Viễn học viện sao lại tuyển ra viện trưởng hố hàng như vậy? Chôn cùng, người suy nghĩ nhiều, các ngươi 2 ngày 2 đêm tìm không ra tiết điểm, không phải công lao, mà là đần. Ta tự nhiên sẽ không giống các ngươi. Lắc đầu, Trương Huyền không để ý tới đối phương nữa, đi vào trước hố. Viện trưởng, chứng kiến hắn đi tới, rất nhiều học sinh trấn thủ ở trước hố nhao nhao đứng dậy, từng cái tràn đầy sùng bái. Ân, mọi người khổ cực rồi. Trương Huyền gật đầu. Vì nhân tộc phục vụ. Mọi người đồng thời gật đầu. Lão sư, không thể để cho gia hỏa này hồ đồ. Thấy hắn đi vào trước mặt phong ấn, Lưu Mặc sốt ruột, nhịn không được nhìn về phía lão sư cách đó không xa. Yên tâm đi, nếu tiết điểm dễ dàng tìm thấy, chúng ta tiêu phí công phu lớn như vậy, nghiên cứu 2 ngày 2 đêm, cũng chỉ phỏng đoán ra 5 chỗ khả nghi, hắn vừa tới, làm sao có thể tìm được. Hàn hội trưởng lắc đầu, đối với Trương Huyền có thể tìm được tiết điểm, căn bản không tin tưởng. Cũng khó trách, hắn thân là trận pháp sư thất tinh đỉnh phong, vì áp chế lực lượng cuồng bạo, nghiên cứu thời gian dài như vậy, cũng không có mặt mày, một trận pháp sư lục tinh, làm sao có thể liếc mắt liền phát hiện vấn đề. Thế nhưng, ta sợ hắn cái gì cũng không hiểu, liền lỗ mãng thí nghiệm, một khi tính sai, rất dễ dàng dẫn ra họa lớn. Lưu Mặc vội nói, không cần phải gấp, tìm kiếm tiết điểm cần có thời gian, tìm được tiết điểm, muốn dẫn xuất lực lượng cuồng bạo ra, cũng cần có thời gian, chờ hắn xác định, muốn động thủ, lại ngăn cản vẫn kịp. Khoát tay áo, Hàn hội trưởng như nắm chí châu trong tay. A, à, là đệ tử lỗ mãng. Nghe nói như thế, Lưu Mặc nhẹ nhàng thở ra. Cũng đúng, tìm tiết điểm cần có thời gian, sau khi tìm được, coi như muốn kích hoạt, cũng cần có thời gian, tất cả mọi người đều là đại nhân vật, không cần phải hiện tại trở mặt. Chỉ cần phát hiện hắn tìm được tiết điểm, thời điểm muốn kích hoạt, ngăn cản là được rồi. Ân, Trương viện trưởng này, ta nghe nói qua không ít sự tích, đối với trận pháp vô cùng có thiên phú, coi như là một nhân tài. Bất quá, tuổi còn rất trẻ, quá lỗ mãng rồi, bất quá. Người trẻ tuổi cần vấp phải trắc trở nhiều, mới biết được thế giới to lớn, trận pháp thâm ảo, không phải chỉ biết một chút ra lông, là có thể tùy ý vọng ngữ. Hàn hội trưởng cười cười. Trước hết để cho hắn tìm thử xem, nhìn hắn dùng phương pháp gì, một khi tìm không thấy, tự nhiên sẽ ý thức được bản thân ngu ngốc. Vâng. Tràn đầy bội phục nhìn về phía lão sư, trong ánh mắt Lưu Mặc đều là sùng kính. Thấy không, đây mới thực là đại tông sư, rõ ràng bị đối phương chọc tức, còn rất khiêm tốn, sư tôn suy nghĩ, khiến người ta bội phục đầu rạp xuống đất. Không để ý tới hai người nói chuyện, lúc này Trương Huyền đi vào trước mặt phong ấn, cẩn thận nhìn lại. Trong con ngươi, hoa văn nhúc nhích, hình thành một vầng sáng. Không được, ánh mắt cùng kiến thức của ta thật sự quá ít, trận pháp này quá huyền ảo, hoàn toàn xem không hiểu. Lần nữa lắc đầu, đổi lại trận pháp khác. Coi như là thất tinh đỉnh phong, bằng vào minh lý chi nhãn cùng lĩnh ngộ của hắn đối với trận pháp, chỉ cần cho đầy đủ thời gian, đều có thể tìm được thiếu sót, tìm ra mấu chốt. Mà trước mắt, là căn bản không có đầu mối. Xem ra chỉ có thể sử dụng thiên đạo thư viện rồi. Trong lòng thở dài một tiếng, ngay sau đó nhăn mày lại. Chỉ là, dùng thư viện, sẽ phải dẫn động trận pháp, để cho trận pháp vận chuyển. Không vận chuyển mà nói, thì không cách nào điều tra thiếu sót. Ngón tay nhéo mi tâm. Thiên đạo thư viện, cũng không phải có thể tùy ý sử dụng, mà là cần thời cơ đặc biệt, thật giống như xem xét tu luyện giả, cần đối phương vận chuyển chân khí, thi triển võ kỹ. Trận pháp cũng vậy,
nhất định phải vận chuyển mới được. Cái phong ấn này, tuy bao phủ ở cửa vào di tích, liên tục bị lực lượng cổ quái trùng kích, trên thực tế lại không vận chuyển, cứ như vậy đi tìm thiếu sót là không có bất kỳ hiệu quả. Nên làm cái gì bây giờ? Làm sao mới có thể để cho nó vận chuyển? Trương Huyền Lâm vào trầm tư. Hắn lại không dùng la bàn, cũng không nhìn địa hình, địa thế. Gia hỏa này đến cùng hiểu trận pháp hay không? Cách đó không xa, Lưu Mặc vốn muốn nhìn xem vị Trương viện trưởng kiêu ngạo kia, đến cùng làm sao tìm kiếm tiết điểm, chỉ thấy hắn đứng ở trước mặt, vẻ mặt mờ mịt xem một lát, tiếp theo liền bóp mi tâm. Ngay cả la bàn cũng không lấy ra, ngay cả địa hình chung quanh cũng không liếc nhìn. Còn có loại nghiên cứu trận pháp này sao? Có thể là phương pháp đặc biệt à? Hàn hội trưởng cũng có chút kỳ quái, tràn đầy khó hiểu. Chỉ mong là thế, hắn muốn làm gì? Gật gật đầu, Lưu Mặc đáp một tiếng, đang muốn nói gì, sau đó thấy động tác của Trương viện trưởng, lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa ngất đi. Chỉ thấy gia hỏa này chần chừ một chút, lấy một tảng đá thật lớn, thẳng tắp ném tới hố. Chương 1891, Trương Huyền phá phong ấn hạ. 1. Trên hố hiện đầy cấm chế, trực tiếp ném tảng đá, chẳng khác nào đang công kích, thậm chí xông vào, rất dễ dàng gây nên phong ấn phản kích. Trận pháp sư khác gặp được trận pháp lợi hại đều lấy la bàn, không ngừng nghiên cứu, tìm kiếm căn cơ cùng trận tâm, gia hỏa này thì ngược lại, trực tiếp ném tảng đá vào trong trận pháp. Đây không phải phá trận, mà là muốn trận pháp kích hoạt. Không có kích hoạt, hơn 2 vạn người tăng thêm 2 trận pháp sư cũng khống chế không nổi, một khi kích hoạt còn không nghiêng trời lệch đất, mai táng toàn bộ bọn hắn. Gia hỏa này đến cùng suy nghĩ như thế nào a? Chẳng lẽ là thiếu não? Nếu không làm sao sẽ điên khùng như vậy? Đường đường trận pháp sư lục tinh đỉnh phong, làm ra một sự tình ngay cả học đồ cũng không dám làm. Tràn đầy phiền muộn, đang định tiến lên ngăn cản, đối phương ném ra tảng đá cùng hố tiếp xúc, lập tức rơi xuống, cũng không gây ra bất luận biến hóa gì. Cũng may, cái phong ấn này đối với sinh mệnh có phản ứng, tảng đá là vật thể không có sự sống, may mắn không có gây thành đại họa. Nếu như không có động tĩnh, Lưu Mặc cũng nhẹ nhàng thở ra. Phong ấn ở cửa động, 2 đại trận pháp sư thất tinh bọn hắn đều không biết làm thế nào, không phát động còn may, một khi phát động, vô cùng có khả năng sẽ lần nữa kích hoạt lực lượng kinh khủng phía dưới, để cho mọi người khổ không thể tả, thậm chí có thể trực tiếp bạo tạc nổ tung. Gia hỏa này dùng tảng đá thí nghiệm thoáng một phát, không có động tĩnh, chắc hẳn có lẽ cũng biết sợ hãi, thu tay lại a. Đang nghĩ ngợi gia hỏa này không biết làm thế nào, vẻ mặt tràn đầy hối hận, chỉ thấy hắn vẫy vẫy tay, một học viên của danh sư học viện vội vã đi tới, ở bên tai đối phương phân phó một tiếng. Trên mặt đệ tử này lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng, không chút do dự, hét lớn một tiếng, thẳng tắp nhảy tới phong ấn. Phốc! Không nghĩ tới lại để cho đệ tử lao xuống phong ấn, không để ý sinh tử, Lưu Mặc chỉ cảm thấy ngực khó chịu, thiếu chút nữa ngay tại chỗ bất tỉnh. Gia hỏa ngốc này, không nghĩ đến đệ tử còn ngu hơn, tiến lên như vậy. Là có thể kích hoạt phong ấn, bất quá một khi kích hoạt, người người đều mất mạng. Hồ đồ! Hắn bên này khiếp sợ, cách đó không xa, Hàn hội trưởng đã triệt để nổi giận. Với tư cách một viện trưởng, một vị danh sư, người khác đều coi đệ tử là con của mình, che chở cũng không kịp, gia hỏa này vì thí nghiệm phong ấn, lại để cho đệ tử cố ý xông vào, không để ý sinh tử, quả thực phát rồ. Dừng tay! Lần nữa hét lớn, đang muốn xông lên ngăn cản. Chỉ thấy bàn tay của Trương Huyền mãnh liệt chảo một cái, chân khí như dây thừng, lập tức bao phủ đệ tử kia ở bên trong. Mắt thấy sẽ đụng phải phong ấn, đệ tử bị dây thừng kéo một phát, lập tức bay ngược về. Đồng thời, phong ấn như cảm nhận được khí tức sinh mệnh, hào quang không tự chủ được lập lòe, tựa hồ bị dẫn động, vận chuyển thoáng một phát, liền dừng lại. Cũng không có triệt để kích hoạt, càng không có giống như lúc trước lo lắng, trực tiếp bộc phát. Lực khống chế thật chính xác. Sắc mặt hơi đổi, Hàn hội trưởng tràn đầy kinh ngạc. Trong nháy mắt đệ tử đụng vào phong ấn kéo trở về, cần lý giải phong ấn sâu đậm, đối với vị trí này, tính toán chính xác không sai mới được. Dù chỉ sai một ly, cũng có thể dẫn động trận pháp, để cho nó vận chuyển lên, thôn phệ đệ tử vào, mà nếu như thiếu một chút, sẽ không có cảm ứng, không cách nào kích hoạt. Đương nhiên, bằng vào 2 ngày này lý giải phong ấn, hắn cũng có thể làm được, khiến người ta không thể tin được chính là đệ tử cùng vị Trương viện trưởng này lẫn nhau ăn ý cùng tín nhiệm. Cử động vừa rồi, chỉ cần xuất hiện một động tác dư thừa, liền vô cùng có khả năng xuất hiện biến cố không thể dự đoán. Trương viện trưởng bảo đối phương nhảy,
hắn liền nhảy, không có chút sợ hãi, đây là tín nhiệm bao nhiêu. Coi như là mình muốn mệnh lệnh, Lưu Mặc cũng làm không được. Không phải Lưu Mặc không tin hắn, mà là không tín nhiệm mù quáng. Đệ tử nhảy xong, Trương viện trưởng lần nữa đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, như choáng váng, sau một lúc lâu, quay đầu lại. Ngô sư, trận kỳ thất tinh đỉnh phong chuẩn bị xong chưa? Ở đây. Do dự một chút, cổ tay của Ngô sư khẽ đảo, lấy ra một trận kỳ đưa tới. Hắn thân là danh sư thất tinh thượng phẩm, càng phụ tu trận pháp, tuy cấp bậc không bằng Hàn hội trưởng, nhưng mà trận kỳ vẫn có thể lấy ra. Ân. Tiếp nhận trận kỳ, Trương Huyền nhẹ gật đầu, không chần chờ chút nào, bàn chân đạp mạnh, lăng không dựng lên, thẳng tắp bay đến trên không. Chân khí vận chuyển, cầm chặt trận kỳ tựa hồ muốn tìm kiếm tiết điểm cắm vào. Gia hỏa này điên rồi. Lưu Mặc nhanh đi ngăn cản. Thấy Trương viện trưởng này cùng bọn họ thương nghị cũng không thương nghị, trực tiếp chạy tới, thí nghiệm tiết điểm, Hàn hội trưởng xém bị hù chết. Gặp qua lỗ mãng, nhưng không gặp qua lỗ mãng như vậy. Coi như trong lòng ngươi xác định, cũng phải cùng chúng ta thương nghị thoáng một phát, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Không nói hai lời liền tiến lên, chẳng lẽ ngươi có thể 100% xác định ngươi phán đoán là vị trí chính xác? Phải biết rằng một khi xuất hiện sai lầm, cũng không phải vấn đề mấy vạn người sinh tử, mà là tất cả sinh linh trong phạm vi 1000 dặm. Thật sự là quá hồ đồ. Vâng. Nghe được lão sư phân phó, Lưu Mặc thẳng tắp vào tới. Lúc này hắn cũng cực kỳ phẫn nộ, hận không thể chụp chết cái gia hỏa không biết trời cao đất rộng kia ngay tại chỗ. Vù vù. Còn chưa tới trước mặt, bàn tay liền đưa ra ngoài, chân khí hóa thành thủ trưởng nắm tới. Hắn là thánh vực tam trọng, vừa ra tay thiên địa biến sắc, lực lượng như sông lớn. Hả? Trương Huyền đang chuẩn bị tìm được tiết điểm, một lần hành động củng cố phong ấn, còn không có động thủ, liền chứng kiến Lưu Mặc công kích hắn, không nhịn được nhíu mày, nghi hoặc. Gia hỏa này, lại phát cái thần kinh gì? Vừa rồi trong lời nói xuất hiện chút mâu thuẫn, đường đường trận pháp sư thất tinh, không đến mức hẹp hòi như vậy a. Chương 1892, Trương Huyền phá phong ấn hạ. 2. Bất quá, đối phương đã xuất thủ, hiện tại nghĩ những thứ này vô dụng, sắc mặt trầm xuống, cũng một trường đè xuống. Ầm ầm. Trường lực của hắn hùng hậu, lực lượng tinh thuần, cùng bàn tay của đối phương va chạm, trên không trung phát ra nổ vang kịch liệt, hai bên va chạm nhau, lại có thể chẳng phân biệt được cao thấp. Thực lực thật cường đại. Đồng tử của Lưu Mặc co rụt lại. Tuy vừa mới hắn chỉ là vì ngăn cản đối phương, dùng chưa đủ 1/10 lực lượng, nhưng mà đối phương có thể đơn giản ngăn trở, cũng nói sức chiến đấu không phải tòng thánh bình thường. Chỉ sợ so với thánh vực nhị trọng cũng không yếu chút nào. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Trong lòng rung động, đang định tiếp tục công kích Trương Huyền, để cho đối phương biết khó mà lui, chợt nghe phong ấn phía dưới, đột nhiên có thanh âm vang lên. Ngay sau đó tựa như sấm rền cuồn cuộn, tùy thời có thể phun ra. Nguy rồi, lại muốn bạo phát. Đồng tử co rụt lại. Lực lượng cuồng bạo phía dưới, 10 phút bộc phát một lần, hiển nhiên, khoảng thời gian này qua, lại muốn một lần nữa. Mau dừng tay, không muốn làm hại tất cả mọi người chết, liền dừng lại cho ta. Biết rõ âm thanh sấm rền vang lên, lực lượng cuồng bạo phía dưới sẽ xông tới, khó có thể ngăn cản, Lưu Mặc cắn chặt răng, gào thét một tiếng, lần nữa cầm tới. Lần này hắn dùng tuyệt chiêu mạnh nhất, bàn tay cầm ra, toàn bộ không khí nhạn lâm sơn tựa hồ ngưng tụ, linh khí đình trệ, không cách nào vận chuyển. Cái tên điên này, đến cùng muốn làm gì? Chứng kiến hắn lại muốn xuất thủ, Trương Huyền nhăn mày lại. Một khi lực lượng cuồng bạo phía dưới bộc phát, trùng kích toàn bộ phong ấn xuất hiện dị động, thật vất vả tính toán ra tiết điểm, thì có thể xuất hiện độ lệch rất nhỏ. Loại tiết điểm này, liên lụy lực lượng cùng vị trí, sai một ly đi nghìn dặm, không thể có một tia sai lầm. Mắt thấy đã tìm được địa phương, hoàn toàn tránh khỏi tai họa, gia hỏa này lại tới quấy rối. Quả thực chính là đồng đội heo. Không được, lực lượng phía dưới lập tức sẽ trùng kích, một khi bắt đầu, liền không còn kịp rồi. Sắc mặt trầm thấp, Trương Huyền lòng nóng như lửa đốt. Nhưng thực lực của gia hỏa này mạnh hơn ta nhiều lắm, vừa rồi có thể ngăn, là vì khinh địch, không có thi triển toàn lực, hiện tại vận dụng toàn lực, coi như giết không chết ta, nhưng ta muốn toàn thân trở ra, hơn nữa thành công cắm trận kỳ vào tiết điểm, là không có khả năng. Vốn cắm trận kỳ vào, chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng có gia hỏa này quấy rối, liền khó khăn. Đối phương là thánh vực tam trọng,
coi như hắn có thể vượt cấp chiến đấu, cũng không phải đối thủ. Xin lỗi rồi. Biết rõ không có thời gian cùng đối phương dây dưa, ánh mắt nheo lại, Trương Huyền hét lớn một tiếng. Học sinh của danh sư học viện ở đâu, đánh hắn xuống cho ta. Vâng. Nghe được mệnh lệnh của viện trưởng, hai vạn đệ tử đồng loạt giống lên, đồng thời giơ tay. Ầm ầm. Những học sinh này, thực lực một người có lẽ không mạnh, bình thường chỉ là thiên kiều cảnh, quy nhất cảnh, nhưng liên hợp lại, liền cực kỳ đáng sợ, hai vạn đạo chân khí hội tụ, như là cự long, còn chưa tới trước mặt, không gian chung quanh liền bắt đầu vặn vẹo. Nguy rồi. Không nghĩ tới tên này sẽ mệnh lệnh tất cả đệ tử, sắc mặt Lưu Mặc thay đổi, lại chẳng quan tâm công kích Trương Huyền, lật ngược tay, ngăn cản lực lượng đang công kích tới. Cùng chân khí phía dưới đụng một cái, cả người lập tức bắn ra như đạn pháo, thẳng tắp bay ra ngoài, vẫn còn ở trên không trung liền thổ huyết. Hai vạn học sinh liên hợp công kích, coi như là thánh vực ngũ trọng đụng phải, đều chỉ có thể bỏ trốn mất dạng, huống chi là hắn. Thật tốt quá. Biết rõ rất nhiều học sinh lưu tình, gia hỏa này chỉ bị thương, sẽ không tử vong, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, không để ý tới nữa, cổ tay chuyển một cái, trận kỳ nhắm trúng một chỗ, bắn vào. Dừng tay. Trận kỳ còn không có rời tay, lần nữa nghe được một tiếng hét to, chỉ thấy Hàn hội trưởng cũng nhịn không được nữa, vọt lên. Oanh long long. Gia hỏa này mới đi đến không trung, phía dưới tiếng nổ vang càng ngày càng lớn, mắt thấy sẽ phải bộc phát. Đánh hắn xuống cho ta. Biết rõ không thể quan tâm dây dưa với gia hỏa này, Trương Huyền lần nữa hét to. Vâng. Rất nhiều học sinh đồng loạt gật đầu, lực lượng tùy thời bộc phát. Các ngươi dám. Hàn hội trưởng biến sắc. Mặc dù hắn là thánh vực tứ trọng đỉnh phong, nhưng đối mặt hai vạn học sinh đồng thời công kích, cũng chống chọi không được. Hàm răng cắn chặt, hét to một tiếng. Ta là cứu các ngươi, nếu không trận kỳ của viện trưởng các ngươi hạ xuống, tất cả mọi người sẽ chôn cùng. Ầm ầm. Tiếng nói còn không có kết thúc, một đạo hào quang hùng hồn liền đánh lên. Choáng váng, Hàn hội trưởng giống như Lưu Mặc lúc trước, bay ra ngoài, đầu đâm vào vách đá cách đó không xa, bụi đất đầy người, chật vật không nói ra được. Chương 1893, chớ khẩn trương, chọc vào thoáng một phát là tốt rồi. 1. Hàn hội trưởng thật sự có chút phát điên. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Tại sao những học sinh này lại tin tưởng viện trưởng không đáng tin cậy kia như vậy? Bất kể nói thế nào, hắn cùng với tất cả mọi người ở chung 2 ngày 2 đêm, phối hợp không nói thân mật khăng khít, cũng có ăn ý. Dựa theo tình huống bình thường, coi như người khác muốn bọn hắn công kích, bằng vào cảm xúc cũng sẽ do dự thoáng một phát. Kết quả, không có chút dừng lại nào, trực tiếp đánh bay. Quả thực không phải nghe lời, mà là tin phục mù quáng rồi. Nhất là vừa rồi. Hắn còn nói, một khi gia hỏa này tìm thiết điểm không đúng, tất cả mọi người sẽ tuẫn táng, như trước làm việc nghĩa không được chùn bước. Này bằng với đặt tính mạng ở trong tay thanh niên tuổi không lớn kia, không chần chờ chút nào. Coi như là viện trưởng cũng không có tín nhiệm như vậy a. Quả thực chính là tín đồ tử trung rồi. Dùng rằng từ trong đá vụn đứng lên, lần nữa nhìn qua không trung, chỉ thấy trận kỳ trong tay Trương Huyền đã thoát ly bàn tay, thẳng tắp bay về phía một tiết điểm. Đã xong. Đồng tử co rụt lại. Tiết điểm này hắn cân nhắc qua, là địa phương lực lượng vô cùng mãnh liệt, vô cùng cuồng bạo, một khi trận kỳ ám vào, chẳng những không thể thổ lộ lực lượng, chỉ sợ còn sẽ triệt để kích nổ. Không nghĩ tới Hàn tự hắn anh hùng cả đời, cuối cùng lại chết ở nơi đây, hơn nữa bị một gia hỏa không hiểu quy củ, cứng rắn đùa chơi chết. Ngẫm lại cũng cảm thấy run rẩy, bi thúc không thôi. Ầm ầm. Ngay thời điểm lòng tràn đầy đau thương, cảm thấy không còn gì lưu luyến, lực lượng phía dưới cuối cùng tích góp đầy, mãnh liệt bộc phát ra. O-O-N-G. Chấn động kịch liệt, để cho đại địa bắt đầu sôi trào, rất nhiều học sinh đứng ở bên cạnh hố, từng cái đứng không vững, đồng loạt ngã trên mặt đất, ngay cả đám người ngô sư cũng sợ hãi. Lần này giống như so với trước càng thêm hung mãnh. Đồng tử co rụt lại, sắc mặt Hàn hội trưởng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin được. Lần này phía dưới vào tới lực lượng, so với trước cường đại hơn gấp bội, phòng ấn phía trên tựa hồ tùy thời bị xé rách đến vỡ nát. Nếu như lúc trước thì có lực lượng khổng lồ như vậy, đừng nói hắn ngăn cản không nổi, coi như tăng thêm 2 vạn học sinh, cũng không có bất kỳ tác dụng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lực lượng lại đột nhiên tăng nhiều như vậy? Đã xong. Hàn hội trưởng lộ ra tuyệt vọng. Lúc trước ngăn cản loại lực lượng này, liền hao tốn vô số tinh lực.
hiện tại cuồng bạo như thế, không cần nghĩ, phong ấn khẳng định ngăn không nổi, lực lượng khổng lồ sẽ bộc phát ra phạm vi mấy nghìn dặm, nổ thành bột mịn. Đang cảm thấy không có bất kỳ hy vọng, tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này, chỉ nghe Trương viện trưởng nhướng mày nói. Ngoan, chớ khẩn trương, chọc vào thoáng một phát là tốt rồi. Kèm theo hắn nói, tốc độ của trận kỳ đột nhiên nhanh hơn, thẳng tắp đâm tới các tiết điểm đã xác định tốt. Vù vù, chân khí cùng tiết điểm tiếp xúc, phong ấn vốn tùy thời sẽ nổ tung, như chó săn bị đạp đuôi, không hung mãnh như lúc trước, ba một tiếng, bình tĩnh trở lại, ôn nhu giống như một vũng nước trong. Ngay sau đó, tiết điểm nổ vang, một đạo lực lượng hùng hậu thẳng tắp vọt tới bầu trời, giống như khí cầu bị đâm phá, khí lãng khổng lồ, tựa hồ muốn vạch phá bầu trời. Cái này, giải quyết xong. Toàn thân cứng ngắc, Hàn hội trưởng dùng sức xoa mắt. Tiết điểm này không phải chỗ lực lượng cuồng bạo hung mãnh nhất sao? Sao trận kỳ cắm xuống, lực lượng liền thuận lợi tỏa ra, đạt đến hiệu quả lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Không chỉ hắn là loại vẻ mặt này, Lưu Mặc vừa rồi bay rất xa, thật vất vả trở về cũng trợn mắt há hốc mồm. Không dùng trận bàn, địa hình cũng không nhìn, nắm trận kỳ tiện tay cắm xuống. Khí lưu cuồng bạo liền ngừng. Người dùng thật sự là kỹ xảo trên trận pháp sao? Ta học trận pháp nhiều năm như vậy, sao cảm thấy chưa từng nghe nói qua còn có loại thao tác này? Vội vàng quay đầu nhìn lại đám học sinh phía dưới, chỉ thấy bọn hắn không có chút kinh ngạc, giống như đã sớm biết viện trưởng sẽ nhẹ nhõm ngăn lại lực lượng cuồng bạo. Hắn cùng lão sư Hàn hội trưởng, dùng 2 ngày 2 đêm cũng không có giải quyết, người ta tới đây hơn 10 phút, tùy tiện dùng trận kỳ cắm xuống. Liền xong. Chẳng lẽ... Lúc trước gia hỏa này nói hai người bọn họ đần. Cũng không phải châm chọc, mà là lời nói thật. Tràn đầy phiền muộn, liền nhìn thấy Trương Huyền từ trên không trung từng bước một đi xuống, ngừng lại ở trước mặt rất nhiều học sinh. Chư vị 2 ngày nay khổ cực rồi, tai họa ngầm ở nơi đây đã triệt để giải quyết, nhanh về nghỉ ngơi khôi phục thể lực đi. Đa tạ viện trưởng. Ta biết ngay, không có sự tình viện trưởng không giải quyết được. Lúc trước Hàn hội trưởng kia còn lời thề son sắt nói cái gì mình là trận pháp sư thất tinh đỉnh phong, thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Người càng không có thực lực, càng giỏi khoác lác, người xem viện trưởng của chúng ta, lợi hại như vậy, từng nói khoác qua sao? Đúng vậy, viện trưởng thật sự là quá khiêm tốn. Nghe được viện trưởng chính miệng thừa nhận, vấn đề đã giải quyết, tất cả mọi người phía dưới đồng thời xôn xao, từng cái kích động đến sắc mặt đỏ lên, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục. 2 ngày không ngủ không nghỉ, cũng làm cho bọn hắn hao tổn rất lớn, thậm chí không ít đều bị trọng thương. Bất quá, cũng không tính nghiêm trọng, chỉ cần cho thời gian, có thể khôi phục rất nhanh. Chương 1894, chớ khẩn trương, chọc vào thoáng một phát là tốt rồi. 2. An bài tất cả mọi người tu luyện khôi phục thể lực, gặp được thương thế thật sự quá nghiêm trọng, Trương Huyền liền tự mình ra tay giúp đỡ trị liệu, bận rộn tiếp cận 1 canh giờ. Thấy tất cả học sinh đều hoàn hảo như lúc ban đầu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Khó trách, những học sinh này đều vô điều kiện tin phục, không cần suy nghĩ. Nguyên lai, hắn không coi mình là viện trưởng, mà là lão sư, bằng hữu, chiến hữu của mỗi người. Nhìn một màn này ở trong mắt, Hàn hội trưởng, Lưu Mặc cười khổ, cuối cùng rõ ràng vì sao thời khắc nguy cơ, những học sinh này không tin hai người mình, còn đối với Trương Huyền tín nhiệm không nghi ngờ. Tứ đại học viện dưới Thanh Nguyên phong hào đế quốc, mỗi một vị viện trưởng, đều địa vị tôn sùng, so với bọn hắn chỉ cao hơn chớ không thấp, nhân vật như vậy, đối với một ít danh sư tứ tinh, ngũ tinh, không có chút không kiên nhẫn nào, ngược lại dốc lòng chiếu cố. Chỉ là tâm tính, liền để vô số người làm không được. Tốt rồi. Xử lý xong những thứ này, Trương Huyền trở lại trước mặt đám người ngô sư, nhìn về phía 2 người Hàn hội trưởng, vội vàng ôm quyền. Thật sự ngại ngùng. Vừa rồi tình thế nguy cấp, ta sợ chậm trễ xuất hiện biến cố, có chỗ vô lễ, mong rộng lòng tha thứ. Trương viện trưởng, chuyện này, là chúng ta lỗ mãng. Sắc mặt 2 người Hàn tự, Lưu Mặc đỏ lên, hận không thể có cái kẽ đất chui vào. Vốn bọn họ là hảo tâm, cảm thấy một khi phạm sai lầm, sẽ làm ra cục diện không cách nào kết thúc, kết quả, lại bởi vậy thiếu chút nữa làm trễ nải đại sự, vừa nghĩ tới liền tràn đầy áy náy. May mắn vị Trương viện trưởng này không câu nệ tiểu tiết, không có nhiều quy củ như vậy, sai người đánh bọn hắn xuống, nếu không, tất nhiên trở thành tội nhân lịch sử. Lực lượng tàn mạn còn phải cần một khoảng thời gian, phong ấn cũng không có triệt để mở ra, không bằng chúng ta về Hỏa Nguyên thành trước, vừa vặn chờ người chiến sư đường tới.
Trương Huyền nói. Tuy hắn giải quyết xong tai họa ngầm của phong ấn, nhưng muốn đi vào trong đó, còn phải cần một khoảng thời gian, nhất là lực lượng cuồng bạo này, hoàn toàn thổ lộ sạch sẽ, khẳng định ít nhất phải 2-3 ngày. Hơn nữa người chiến sư đường cùng 3 đại học viện khác còn chưa tới, cần chờ bọn hắn chung một chỗ. Tốt! Nhẹ gật đầu, mọi người cưỡi thánh thú phi hành, bay về phía Hỏa Nguyên Thành. Danh sư đường có phủ đệ độc lập, mọi người đi vào, còn rất nhiều học sinh, Trương Huyền an bài đám người Triệu viện trưởng mang về trước. Nội bộ di tích, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, những học sinh này đi vào quá mức nguy hiểm, còn là trước trở về học viện lại nói. Ở phủ đệ đợi một ngày, 3 đại học viện viện trưởng, trưởng lão cùng với người chiến sư đường, tất cả đều tới. Liêu Trùng đưa Trịnh Dương đi tổng bộ của chiến sư đường nên không đến, bất quá lại thay 2 vị thiên phu trưởng khác, thực lực càng mạnh hơn nữa, đều đạt đến thánh vực tam trọng đỉnh phong. Người chính là Trương Huyền Trương viện trưởng. Một vị trong đó, lần đầu tiên chứng kiến Trương Huyền, liền lộ ra địch ý nồng đậm. Sự tình chiến sư đường không công mà về, hắn nghe nói, biết rõ vị viện trưởng trước mắt này, tuy chỉ có tổng thánh, nhưng sức chiến đấu chính thức kinh người, so với chiến sư bọn hắn chỉ mạnh không yếu. Đúng. Trương Huyền gật đầu. Có dám cùng ta so đấu một trận không? Vị thiên phu trưởng này chiến ý sôi trào. Tỷ thí. Vẻ mặt Trương Huyền bất đắc dĩ, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn chỉ muốn yên tĩnh làm mỹ nam tử, là khó khăn như thế sao? Quá ưu tú, cũng rất mệt à. Đúng vậy, dám hay không dám? Vị thiên phu trưởng này hai mắt ép sát. Mọi người mới lần đầu tiên gặp mặt. Liền đánh đánh giết giết sẽ không tốt, tới, uống rượu, ta mời ngươi uống rượu. Lấy ra một hồ lô rượu, vẻ mặt Trương Huyền chân thành. Thiên phu trưởng lắc đầu. Ngươi không muốn thi đấu cũng được, ta sẽ nghĩ biện pháp chứng minh, chiến sư đường không phải có thể đơn giản vũ nhục. Thấy hắn không đánh, ngược lại muốn uống rượu, vị thiên phu trưởng này hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Thông qua hỏi thăm, biết rõ vị chiến sư này tên Phùng Huân. Ở chiến sư đường là phần tử hiếu chiến, nghe được đường đường chiến sư chạy tới khảo hạch đệ tử bình thường, bị đập đến hoa rơi nước chảy, trong lòng liền sinh ra địch ý cường đại, muốn cùng Trương Huyền tỉ thí một trận. Một vị thiên phu trưởng dẫn đội khác của chiến sư đường gọi là Giang Nguyên, biểu hiện ra rất hòa khí, nhưng trong mắt cũng chiến ý giạt rào. Chiến sư luôn là đại danh từ vô địch, nhưng ở Hồng Viễn học viện liên tục vấp phải trắc trở, thân là thiên phu trưởng, tự nhiên muốn giành lại tôn nghiêm. Sư thúc, lần này Thanh Nguyên đế quốc chúng ta tới 4 người, ta, Ngô Sư, Hàn hội trưởng cùng Lưu Mặc, người đều gặp rồi. Chiến sư đường ngoại trừ Giang Nguyên, Phùng Huân cùng Trác Thanh Phong, còn có 12 vị chiến sư. Còn 3 đại học viện, 3 vị viện trưởng, tăng thêm trưởng lão, tổng cộng 9 người. Nói cách khác, lần này chúng ta muốn đi vào di tích, có chừng 30 người. Mộc sư đi vào trước mặt, kỹ càng nói. Ân. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Bốn đám người Triệu Bính Tuất cũng muốn theo đi vào, bất quá hắn không đồng ý. Chỗ di tích này nguy cơ trùng trùng, vạn nhất bọn hắn đều tiến vào, học viện ngay cả một trưởng lão cũng không có, tất nhiên lâm vào hỗn loạn. Căn cứ suy tính, ngày mai di tích sẽ mở ra, sáng sớm sẽ xuất phát. Mộc sư nói, được. Trương Huyền nhẹ gật đầu, cùng mộc sư cáo từ, trở lại tiểu viện của mình, đang định nghỉ ngơi, chỉ thấy Lạc Nhược Hy ngồi ở trong nội viện, một tay nâng má. Không biết nghĩ cái gì. Chương 1895, dắt tay 1. Nàng tựa hồ có chút thất thần, ngay cả Trương Huyền đi tới cũng không biết, ánh trăng sáng tỏ tựa như xương trắng rơi ở trên người, làm cho người ta có cảm giác như tiên tử, tùy thời sẽ tung bay. Nghĩ gì thế, lại nhập thần như vậy? Trương Huyền mỉm cười, đi vào trước mặt. Không có gì. Phục hồi tinh thần lại, Lạc Nhược Hy lắc đầu, đứng dậy, nhìn thoáng qua ánh trăng nhàn nhạt. Có thể cùng ta đi ra ngoài một chút không? Sửng sốt một chút, Trương Huyền hưng phấn nhảy lên. Đương nhiên, cam tâm tình nguyện. Chứng kiến hắn biểu lộ như vậy, Lạc Nhược Hy cười khổ lắc đầu. Ngươi làm chuyện gì, đều không che giấu như vậy sao? Người khác cùng nàng chung một chỗ, coi như thật cao hứng, cũng sẽ tận lực che giấu, giả bộ như rất có thân phận, rất có hàm dưỡng, gia hỏa này thì ngược lại, nghĩ cái gì làm cái đó, vô ưu vô lự, khiến người ta hâm mộ. Ta, Trương Huyền có chút khẩn trương. Kỳ thật vẫn luôn che giấu. A, nghe hắn còn biết che giấu, Lạc Nhược Hy thấy hứng thú, đôi mắt đẹp nhìn lại. Nói nghe một chút, ta là người không thích tranh đấu, lại cực kỳ điệu thấp,
kết quả ngươi cũng thấy đấy. Trương Huyền lắc đầu, điệu thấp, chứng kiến hắn rất nghiêm túc, Lạc Nhược Hy cười khúc khích, vừa rồi trên mặt cô đơn quét qua quét sạch, cũng nhìn không được nữa. Che giấu thật tốt, ta cũng không nhìn ra. Gia hỏa này đi đến chỗ nào, đều lên giọng không còn hình dáng, trở thành minh tinh lấp lánh trong mắt mọi người. Giờ phút này lại còn nói, bản thân không thích tranh đấu, cực kỳ điệu thấp. Mặt đâu? Người khác không biết xấu hổ, nàng sẽ cảm thấy chán ghét, chẳng biết tại sao, cùng gia hỏa này ở chung một chỗ, ngược lại cảm thấy vô cùng buông lỏng, có một loại yên lặng đến cực điểm. Quả nhiên không tin. Thấy vẻ mặt của nữ hài, Trương Huyền lắc đầu. Ở sâu trong nội tâm, hắn thật rất ít xuất hiện, nhưng tạo hóa trêu người, quá ưu tú, đi tới chỗ nào, cũng giống như đom đóm trong đêm tối, sáng ngời chói mắt, tránh cũng tránh không khỏi. Khanh khách. Thấy vẻ mặt hắn thành thật, Lạc Nhược Hy lần nữa nở nụ cười. Hai người vừa nói vừa cười, đạp trên cảnh ban đêm, đi ra danh sư đường. Đêm lạnh như nước, độ nóng so với ban ngày thấp xuống không ít, người trốn ở trong nhà, tất cả đều đi ra, trên đường phố tràn đầy dòng người. Lạc Nhược Hy không biết dùng phương pháp gì tiến hành ngụy trang, ngoại nhân xem ra, tuy cũng rất đẹp, cũng không xuất chúng như vậy, bởi vậy, mọi người trên đường chỉ là thán phục. Ngược lại không có gây nên quá nhiều chú ý. Rời đi một lúc lâu, Trương Huyền ngừng lại, chỉ về phía trước. Hỏa Nguyên Thành bởi vì khí hậu, rất nhiều mỹ vị là địa phương khác không có, nơi này có cái khách sạn, không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, nếm thử đặc sản của địa phương. Đi gì, mẹ, dẫn gái vào khách sạn cũng nói năng hùng hồn như vậy, anh em phải học tập theo. Lạc Nhược Hy nhìn lại, chỉ thấy trên một kiến trúc cao lớn, viết bốn chữ to, như Mộng Tử Quán. Phù sinh như mộng, cười cười bao la mờ mịt, không bằng đối rượu hoan ca. Cái tử lâu này rất có ý cảnh. Nhẹ nhàng cười cười, nữ hài nhẹ gật đầu. Trong tử lâu, lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa, thoạt nhìn cũng rất ấm áp, bốn phía du tẩu tiểu nhị, đều đạt đến hóa phàm ngũ trọng, nhìn qua đã biết rõ tử lâu này không đơn giản. Hai vị khách quan, mời vào trong. Một tiểu nhị tiến lên đón, an bài một chỗ ngồi tình lữ gần cửa sổ, Trương Huyền nhìn thoáng qua. Thấy đối phương không có tức giận, yên tâm thoải mái ngồi xuống. Các đặc sản của bọn ngươi, đều đưa tới một phần. Vâng. Tiểu nhị lui xuống, chỉ chốc lát rượu ngon, thức ăn ngon tất cả đều đã bưng lên. Không thể không nói, rượu và đồ ăn nơi này hoàn toàn chính xác không tệ. Hỏa Nguyên Thành dư giả địa hỏa, không chỉ để cho chức nghiệp luyện khí, luyện đan nổi tiếng, chế biến rượu ngon cũng mỹ vị, khiến người ta uống một ngụm liền hãm sâu trong đó, lưu luyến quên về. Vĩ Kim Giang Khuê Ngư này, là đặc hữu trong Kim Giang Hồ ở Nhãn Lâm Sơn mới có, cực kỳ thưa thớt, 10 năm mới có thể lớn một lạng, không vảy, thịt tươi sống, phối hợp rượu vàng nướng lên, mùi vị rất ngon. Đây là gan của thanh tước thú, trực tiếp chưng chín, thả một ít dầu vừng, liền có thể ăn, trong đó ẩn chứa linh khí nồng đậm không nói, mùi vị còn là tuyệt mỹ. Đây là thịt của trúc tiêm thanh diệp, tài liệu chính là thanh diệp măng đặc thù ở Hỏa Nguyên Thành, nấu nướng lên. Như là thịt khô, rất mỹ vị. Vừa ăn, Trương Huyền vừa giới thiệu. Những mỹ vị này, chỉ cần nếm một cái, thư viện có thể tạo ra thư tịch, đừng nói chỉ là giới thiệu kỹ càng, coi như thuận miệng nói ra hơn 10 điểm thiếu sót khi nấu nướng, cũng có thể không lặp lại. Người đối với mỹ thực cũng có đọc lướt qua. Nghe hắn nói kỹ càng như thế, Lạc Nhược Hy tràn đầy kỳ quái. Gia hỏa trước mắt này, tuổi không lớn lắm, không chỉ thực lực mạnh, chức nghiệp phụ tu lợi hại. Càng bao hàm toàn diện, giống như cái gì cũng biết. Nhất là mỹ thực, coi như là ở trong chức nghiệp hạ cửu lưu, cũng là không thu hút nhất, bình thường đều xuất hiện ở trong cung đình, chế độ ăn cho quan lại quyền quý, thí nghiệm đồ ăn mới, không có địa vị quá cao. Đường đường danh sư học viện viện trưởng, lại có thể học qua cái này, ngẫm lại cũng có chút kỳ quái. Xem qua thư tịch tương quan, vì vậy biết rõ một ít. Trương Huyền giải thích, xem qua sách có thể nói kỹ càng như vậy. Lợi hại. Lạc Nhược Hy tán dương một tiếng. Nàng ăn cơm, nhẹ nhàng thanh nhã, nhất cử nhất động, hiện ra gia giáo tốt đẹp, không giống Trương Huyền, ăn như hổ đói, không có chút hàm dưỡng. Chương 1896, dắt tay 2. Có tâm sự gì nói ra có lẽ sẽ khá hơn chút, ta tuy thực lực không đủ, nhưng không ít chuyện vẫn có thể giải quyết. Ăn uống no nê, Trương Huyền nhìn lại. Hắn đã sớm nhìn ra nữ hài khả năng có tâm sự. Vì vậy trên đường đi nói chuyện cười, để đối phương vui vẻ, bất quá. Hiện tại xem ra, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không có gì.
Lạc Nhược Hy sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Chỉ là gặp một việc, có chút nhớ nhà mà thôi. Nhớ nhà, ngươi, chẳng lẽ thật sự là người của thánh nhân quý tộc Lạc gia? Trương Huyền nghi ngờ hỏi. Về sự tình nữ hài này, danh sư học viện lưu truyền một đống lớn, cơ bản đều là thánh nhân hậu đại, địa vị tôn sùng. Nếu không, cũng không có khả năng để cho Mộc sư đường đường danh sư thất tinh, lại có thái độ như thế. Thánh nhân quý tộc. Nữ hài cười lắc đầu, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, ngược lại nhìn qua. Người nhà của ngươi đâu? Đều ở nơi nào, như thế nào chưa từng nghe ngươi nhắc qua? Thấy nàng không muốn nhiều lời, Trương Huyền không có ở vấn đề này tiếp tục dây dưa, ánh mắt lộ ra một ít cô đơn, nói. Ta không có người thân, là một cô nhi. Cô nhi? Lạc Nhược Hy sững sờ. Ân, từ nhỏ đến lớn, chưa từng gặp qua thân nhân. Trương Huyền lắc đầu. Hắn từ địa cầu xuyên qua, không có một thân nhân, muốn nói cô độc, tuyệt đối ai cũng không bằng. Coi như không nói bây giờ, đời trước từ khi có ký ức, sẽ không gặp qua thân nhân, có thể trở thành học viện lão sư, cũng là hao tốn không biết bao nhiêu nỗ lực, kết quả. Còn dạy đệ tử tẩu hỏa nhập ma, thiếu chút nữa bị hủy tư cách. Thê thảm không người sánh bằng. Ngại ngùng, ta không phải cố ý. Lạc Nhược Hy vội vàng khoát tay. Không có gì, đã quen. Như vậy cũng tốt, không có gì vướng víu, muốn đi đến đâu liền đi đến đó. Trương Huyền cười cười. Một người cũng rất tốt, cùng nhau đi tới, ngoại trừ mấy đệ tử, không có gì phải lo lắng. Tâm tính của ngươi thật tốt. Nhìn thanh niên trước mắt, thấy hắn không có chút nào che giấu, sống thật vui vẻ, ánh mắt Lạc Nhược Hy lộ ra tán dương. Không có bối cảnh, không có nhân mạch, bằng vào cố gắng của mình, mới 20 tuổi liền thành Hồng Viễn danh sư học viện viện trưởng. Vị Trương Huyền này tuy thoạt nhìn không đáng tin cậy, trên thực tế là vô cùng đáng tin cậy. Thật giống như những học sinh kia tín nhiệm vô điều kiện với hắn, những trưởng lão kia vô điều kiện thần phục. Đã nói rõ ưu tú. Rõ ràng chuyện rất khó, chỉ cần có hắn, sẽ giải quyết đơn giản, chỉ bằng vào điểm này, có thể để cho vô số người theo không kịp. Bên người nàng không thiếu bạn cùng lứa tuổi ưu tú, trong đó ở tuổi giống nhau, tất cả đều cường đại hơn vị trước mắt này nhiều. Nhưng những người này khởi điểm cao, nếu khởi điểm giống nhau, muốn đạt tới trình độ của thanh niên này, khẳng định không có mấy cái. Tuổi còn trẻ thì đến được tòng thánh đỉnh phong, lại để cho đệ tử khăng khăng một mực, thống lĩnh một học viện, để cho tất cả mọi người cam tâm tình nguyện thừa nhận. Loại nhân cách mị lực này, là không biết bao nhiêu người không thể bằng được. Nhất là tâm tính, rõ ràng gặp được khó khăn, nhưng mỗi lần đều có thể chính diện đối mặt, chỉ cần không vẫn lạc, về sau, thành tựu tuyệt đối không thể hạn lượng. Bất chi bất giác, Lạc Nhược Hy đối vị trước mắt này, cách nhìn đã có biến hóa rất lớn. Trước kia, chỉ là cảm thấy gia hỏa này có chút thân cận, mà bây giờ, cảm thấy ẩn giấu ở sau lưng hắn, có đồ vật lóe sáng, là chói mắt như vậy, để cho vô số người ảm đạm biến sắc. Bất chi bất giác, làm cho nàng đối với thanh niên trước mắt này, sinh ra tâm tình khác thường. Tuy chỉ có một tia, nhưng mà trước kia chưa bao giờ có. Trở về thôi. Lại hàn huyên một lát. Hai người đi về. Minh Nguyệt nhô cao, bóng dáng hai người kéo dài, gió nhẹ phất phơ, trên người thiếu nữ tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, ngửi ở trong miệng, thoải mái không nói ra được. Nội tâm Trương Huyền chưa bao giờ cảm giác an bình như thế, bàn tay không tự chủ được đưa tới, đụng phải mờ u bàn tay của nữ hài, tựa như chạm đến một đống bông, mềm mại tinh tế. Thân thể Lạc Nhược Hy cứng đờ, vội vàng rút tay về, ôm ở trước ngực, sắc mặt đỏ bừng. Ta đi về trước. Nói xong vội vã đi thẳng về phía trước, chỉ chốc lát biến mất ở trước mắt. Rời đi. Vẻ mặt tràn đầy lúng túng, Trương Huyền vỗ trán. Đều tại ta. Con đường rất dài, có lẽ còn có thể trò chuyện nhiều một lát, làm gì đi chạm tay người ta. Nếu đối phương trách tội, về sau chẳng phải ngay cả bằng hữu cũng làm không được. Thật sự là ngu xuẩn. Vẻ mặt bất đắc dĩ, đang định trở lại chỗ ở, ngày mai nhìn xem thái độ của đối phương, chỉ mong không tức giận. Chợt nghe cách đó không xa, một thanh âm vang lên. Hẹn gặp lại thân nhân của ta, bằng hữu của ta, là ta mất hết mặt mũi, cho các ngươi hổ thẹn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một trung niên nhân chừng 30 tuổi, quỳ gối ở trước cửa ra vào, vẻ mặt đau thương. Trung niên nhân mang theo máu tươi, khuôn mặt phong trần, thoạt nhìn có chút chật vật, hẳn là vừa trải qua sự tình nguy hiểm gì, vừa mới trở về. Hẹn gặp lại. Dập đầu mấy cái, cắn răng. Trung niên nhân đứng dậy, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều ra một thanh trường kiếm,
cứa tới cổ của mình. Tự sát. Không nghĩ tới đi đường, lại gặp một cái tự sát, nhướng mày, Trương Huyền cong ngón búng ra. O-O-N-G. Một đạo hào quang bắn tới, trường kiếm trong lòng bàn tay trung niên nhân bị đánh trúng. O-O-N-G. Thoáng một phát, chọc ở trên vách tường cách đó không xa, liên tục lắc lư. Chương 1897, Tử La Kim 1. Trường kiếm bị đánh bay, trung niên nhân sững sờ, quay sang liền thấy được thanh niên đi tới. Con sâu cái kiến còn sống tạm bợ, vì sao ngươi phải tự sát? Trương Huyền mở miệng, đi vào trước mặt, cũng thấy rõ, thực lực của trung niên nhân dĩ nhiên đạt đến hóa phàm cửu trọng sơ kỳ, ở Hỏa Nguyên Thành tuyệt đối được cho một phương cao thủ. Làm phiền tiền bối thương xót, ta chỉ cầu được chết. Biết rõ khoảng cách xa như vậy, có thể một chỉ đạn bay trường kiếm của mình, thực lực tất nhiên cao hơn hắn rất nhiều, trung niên nhân cũng không bởi vì đối phương trẻ tuổi mà khinh thường, cúi đầu thật thấp, trong mắt tràn đầy cô đơn. Chừng 30 tuổi liền tu luyện tới loại cảnh giới này, coi như là thiên tài, nguyên nhân gì tuyệt vọng như thế. Lại cam tâm muốn chết. Trương Huyền kỳ quái. Coi như là Hỏa Nguyên Thành tài nguyên phong phú, chừng 30 tuổi có thể đạt tới cấp bậc này, thiên phú cũng không thấp. Có thực lực có thiên phú, làm gì không được, hết lần này tới lần khác nghĩ không ra tự sát. Làm phiền tiền tối hỏi thăm, ta thật sự không có động lực cầu sinh rồi. Trung niên nhân lắc đầu. Hỏa Nguyên Thành, địa hỏa hùng hồn, chức nghiệp nổi danh nhất là luyện khí sư. Ta 7 tuổi liền bắt đầu học tập, ở chỗ luyện khí đại tông sư Tôn Tấn làm học đồ 24 năm, vốn tưởng rằng có thể thu ta tiến nhập môn hạ, ai ngờ. Liên tục 10 năm khảo hạch đều thất bại. Thiên phú kém như thế, phụng về như thế, còn sống có ý nghĩa gì? Quả thực thẹn với người nhà, thẹn với chức nghiệp này, còn không bằng chết đi coi như xong. Làm học đồ 24 năm. Trương Huyền sững sờ. Người bây giờ, ngay cả luyện khí sư nhất tinh cũng không phải. Hóa phàm cửu trọng, dựa theo cấp bậc mà nói, ít nhất là luyện khí sư ngũ tinh đỉnh phong, vẫn chỉ là học đồ. Thật hay giả? Trên đời còn có người vụng về như thế? Ân. Mỗi lần ta luyện khí, đều không thể khống chế tốt độ nóng địa hỏa, cuối cùng luyện phế khí thai. Lần khảo hạch này, Tôn Tấn luyện khí sư cũng nhìn không được nữa, trục xuất ta ra sư môn, hiện tại ngay cả học đồ cũng không phải. Người nhà đều hy vọng ta có thể trở thành luyện khí sư, dương danh lập vạn, kết quả lại bị trục xuất, còn có mặt mũi nào gặp người. Càng nói càng cảm thấy khó chịu, trung niên nhân bi thúc không thôi. Trương Huyền nháy mắt, hóa phàm cửu trọng. Từ 7 tuổi bắt đầu học tập luyện khí, đến bây giờ lại ngay cả luyện khí sư nhất tinh cũng không có khảo hạch thành công, coi như lại không có thiên phú, cũng sẽ không tệ như vậy a. Nếu như thật, hoàn toàn chính xác rất khó tiếp nhận đả kích, tự sát cũng là nên làm a, khặc. Rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, ngay cả luyện khí sư nhất tinh cũng khảo hạch không thông qua. Trương Huyền kỳ quái. Luyện khí sư nhất tinh, trụ cột đơn giản, thông huyền cảnh có thể làm được, vị trước mắt này, hóa phàm cửu trọng. Linh hồn cũng đã nhận được tu luyện, lực khống chế tinh tế, đơn giản như thế làm sao có thể luyện chế không ra. Ta cũng không biết, chỉ biết mỗi lần khảo hạch, đều không thể luyện chế binh khí thành công. Trung niên nhân lắc đầu, trong mắt không có chút tự tin nào, xem ra liên tục nhiều lần khảo hạch thất bại để cho hắn đánh mất tất cả lòng tin. Không cách nào luyện chế thành công. Dừng lại một chút, Trương Huyền nhìn qua. Ngươi có thể luyện chế một binh khí cấp thấp nhất cho ta xem một chút hay không? Đường đường hóa phàm cửu trọng, ngay cả luyện khí sư nhất tinh cũng khảo hạch không qua, đây là lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ, nói ra quả thực chính là đầm rồng hang hổ, làm cho người khó có thể tin. Đa tạ tiền bối cứu tánh mạng của ta, nhưng mà ta đã quyết tâm muốn chết, coi như tiếp tục luyện chế, cũng vô sự vô bổ, để cho loại người vô dụng như ta tự sát đi, miễn cho tiếp tục mất mặt. Trung niên nhân khom người nói, tự sát có rất nhiều thời gian, tại hạ đối với luyện khí cũng rất có nghiên cứu. Có lẽ có thể nhìn ra vấn đề của ngươi, để ngươi thuận lợi khảo hạch thành công. Trương Huyền nói, nếu đối phương thật muốn tự sát, hắn cũng không xen vào, chẳng qua là cảm thấy đường đường hóa phàm cửu trọng cường giả, ngay cả luyện khí sư nhất tinh cũng khảo hạch không qua, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Cái này, trên mặt trung niên nhân âm tình bất định. Dù sao ngươi cũng muốn tự sát, nếu như ta không giải quyết được, lại tự sát cũng không muộn. Trương Huyền cười cười. Được. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, hàm răng cắn chặt. Cũng đúng, hắn muốn tự sát, đã không có gì có thể mất rồi, coi như đối phương nhìn không ra cái gì, cũng không quan trọng, cùng lắm thì chết.
bên kia có một tính thất ta chuyên môn dùng để luyện khí, hết thảy vật phẩm đều có, đi qua đi. Nói xong dẫn đường, không lâu sau, hai người tới một gian phòng không lớn. Nơi đây địa hỏa, lộ đỉnh luyện khí, cái gì cần có đều có, cách đó không xa, trên kệ còn bày đầy rất nhiều khoáng thạch, không ít đều là trên thị trường không thấy được, xem ra vị trung niên nhân này tuy cấp bậc luyện khí không cao, nhưng kim loại hiếm sưu tập rất nhiều. Nhìn quanh một vòng, đột nhiên rơi vào trên một khoáng thạch, mí mắt không khỏi nhảy một cái. Đây là tử la kim. Tử la kim là một loại khoáng thạch cực kỳ hy hữu, hòa tan tiến nhập trong đồ vật đặc thù, có thể làm cho uy lực đại tăng. Sử dụng thứ này, tăng thêm thủ pháp luyện chế đối ứng, hoàn toàn có thể để cho kim nguyên đỉnh đột phá thực lực bây giờ. Hai mắt tỏa ánh sáng, Trương Huyền tràn đầy kích động. Lúc trước vẫn muốn giúp đỡ kim nguyên đỉnh tăng lên thực lực, chỉ bất quá cần khoáng thạch một mực không tìm được, sự tình cũng liền gác lại. Chương 1898, Tử La Kim 2. Không nghĩ tới tùy tiện cứu được một người muốn tự sát, vậy mà ở tĩnh thất của đối phương phát hiện loại khoáng thạch này. Ta bắt đầu. Không thấy được biểu lộ của hắn biến hóa, trung niên nhân quát khẽ một tiếng, đi vào trước lô đỉnh luyện khí. Bàn tay đưa về phía trước, chân khí trong cơ thể hừng hực thiêu đốt, lập tức dẫn địa hỏa ra. Hỏa diễm cực nóng gào thét, chiếu rọi vách tường tĩnh thất đến thấu hồng, bàn tay chảo một cái, một thiết chùy thật lớn xuất hiện ở lòng bàn tay, ngay sau đó một khối tinh thiết để vào trong đó, một lát sau, bị thiêu cháy chảy ra. Đinh đinh đang đang, đập nện ở phía trên, rất nhanh khiến cho khối sắt xuất hiện hình dạng, biến thành một thanh trường kiếm sắc bén. Không thể không nói, vị trung niên nhân này, đối với rèn luyện khí thai đã đạt đến tình trạng lô hỏa thuần thanh, so với luyện khí sư lục tinh đỉnh phong như hắn còn cường đại hơn nhiều. Thời gian không lâu, khí thai thành hình, lần nữa chảo một cái, tính toán tiến hành tôi luyện, ai ngờ vào lúc này, địa hỏa mãnh liệt lao đến, trong nháy mắt, liền đốt trường kiếm vừa mới rèn luyện tốt thành nước thép, lúc trước tất cả nỗ lực, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lại thất bại, ta nói ta không có khả năng luyện chế thành công. Vẻ mặt tràn đầy uể oải, ánh mắt trung niên nhân lộ ra thất lạc. Vốn tưởng rằng lần này có thể cải biến kết cục, kết quả vẫn giống như lúc trước, không có chút biến hóa nào. Cái này, không giống hắn uể oải, nhìn cả quá trình luyện khí ở trong mắt, Trương Huyền nhíu mày. Lấy nhãn lực của hắn bây giờ, coi như không sử dụng thiên đạo thư viện, cũng có thể nhìn ra mấu chốt cùng vấn đề luyện khí của đối phương. Trình tự phương pháp rèn luyện khí thai của đối phương, không có bất kỳ sai lầm, nhưng ở trên rèn luyện, chân khí trong cơ thể cùng địa hỏa xuất hiện hiện tượng phản xung. Từ đó làm cho khí thai luyện chế thành công, nháy mắt liền hòa tan sạch sẽ. Nói cách khác, trình tự tôi cũng không sai, nhưng mà chân khí trong cơ thể hắn cùng địa hỏa thuộc tính vừa vặn hoàn toàn trái lại, một khi tiến hành tôi, sẽ gây nên địa hỏa sao động, để cho khí thai lúc trước biến thành phế phẩm, từ đó làm cho thất bại trong gang tấc. Chân khí cùng địa hỏa tương trùng, luyện khí sư lục tinh đỉnh phong có lẽ đều có thể nhìn ra. Trương Huyền nhíu mày, nếu như là thiếu sót gì lớn, nhìn không ra thì thôi, loại trụ cột nhất này, chỉ cần đạt đến lục tinh đỉnh phong, không có khả năng không biết. Đã như vậy, Tôn Tấn trong miệng đối phương, đã là đại tông sư lục tinh, vì sao không có nói ra? Càng không có chỉ điểm. Vị trung niên nhân này không phát hiện được, ngược lại là tình hữu khả nguyên theo như tình lý, dù sao tuy thực lực hắn đến, nhưng bởi vì ngay cả luyện khí sư nhất tinh cũng không có khảo hạch thành công, không có tư cách đi xem thư tịch cấp bậc cao hơn. Mà loại lực lượng tương trùng này, chỉ có đạt tới lục tinh đỉnh phong mới có thể biết được. Không đúng. Trong lòng cân nhắc, đột nhiên lông mày của Trương Huyền nhảy dựng, chân khí tương trùng là chỉ công pháp tu luyện cùng luyện khí xuất hiện trái ngược. Nếu như gia hỏa này từ 7 tuổi bắt đầu đi học luyện tập luyện khí, làm sao có thể xuất hiện loại sai lầm cấp thấp nhất này? Trừ khi là có người cố ý. Ánh mắt lập tức híp lại. Lang băm hại người, dung thầy lầm người. Trừ khi ngay từ đầu đã có người cố ý để cho hắn tu luyện công pháp sai lầm, lúc này mới xuất hiện loại cục diện trước mắt này. Chỉ tu luyện công pháp sai lầm, đối phương có chỗ tốt gì? Chỉ cảm thấy lẫn lộn, ánh mắt Trương Huyền rơi vào trên kệ chứa đựng khoáng thạch bốn phía, trong lòng đột nhiên động. Những khoáng thạch này đều là ngươi sưu tập. Đúng. Không biết tại sao hắn lại hỏi như vậy, trung niên nhân nhẹ gật đầu. Bốn phía hỏa nguyên thành đều là địa hỏa. Chỗ hỏa diễm dày đặc ẩn chứa đại lượng khoáng thạch. Bằng vào chân khí trong cơ thể hấp dẫn, mỗi lần đều có thể tìm được không ít. Bằng vào chân khí hấp dẫn. Đúng vậy, pháp quyết tu luyện của chúng ta đều là Tôn Tấn luyện khí sư truyền thụ,
nỗ lực tu luyện mà nói, thiên nhiên sẽ đối với những quáng thạch này sinh ra mẫn cảm, rất dễ dàng tìm được. Trung niên nhân nhẹ gật đầu. Các ngươi, người tu luyện công pháp đồng dạng như các ngươi có rất nhiều. Trương Huyền nhìn lại. Là có rất nhiều, năm đó học đồ chung một chỗ đi theo học tập, chừng 30 vị, bất quá, đại bộ phận đều ở thời điểm tìm kiếm khoáng thạch bị địa hỏa nuốt hết, đốt thành cho bụi. Còn dư lại chỉ có ta cùng một cái khác. Suy nghĩ một chút, trung niên nhân nói. Người kia có phải cũng không cách nào trở thành luyện khí sư chính thức hay không? Như nghĩ thông suốt cái gì, Trương Huyền nhìn lại. Vâng, hắn lớn hơn ta một tuổi, đồng dạng không cách nào khảo hạch thành công, năm trước thật sự không chịu nổi áp lực, đã tự sát. Nhớ tới đồng bọn cùng mình chung một chỗ kia, trung niên nhân lắc đầu. Học tập luyện khí nhiều năm như vậy, kết quả không cách nào trở thành luyện khí sư chính thức, trong lòng thất lạc có thể nghĩ, hắn có thể kéo dài một năm, đã coi như tâm trí tương đối kiên định. Tự sát. Trương Huyền ngẩn ngơ, nhìn quanh một vòng, tiếp tục hỏi. Vậy các ngươi, tìm kiếm được khoáng thạch đều đi nơi nào, có lẽ không chỉ chừng này đi. Nếu như có được năng lực tìm kiếm khoáng thạch, nhiều năm như vậy, có lẽ đã tìm được rất nhiều mới phải, không có khả năng chỉ có những thứ trong phòng này. Là tìm được rất nhiều khoáng thạch, bất quá đại bộ phận đều giao cho Tôn Tấn luyện khí sư làm học phí rồi. Từ nhỏ cùng hắn học tập, truyền thụ rất nhiều tri thức, mới có hôm nay, học phí tự nhiên phải giao. Trung niên nhân gật đầu. Giao học phí, thì ra là thế, ta hiểu được. Bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt Trương Huyền lóe lên, sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Chương 1899, Tôn Tấn hèn hạ 1. Nghe xong những lời này, hắn đã cơ bản có thể xác định, Tôn Tấn luyện khí sư trong miệng đối phương, căn bản không có ý định thu hắn làm đồ đệ, mà trở thành công cụ tìm kiếm khoáng thạch. Khoáng thạch quý hiếm, bình thường đều là vỏ trái đất chấn động hình thành, sẽ kèm theo địa hỏa mà sinh, bởi vậy, chỗ đại hỏa tụ tập, khoáng thạch tất nhiên rất nhiều. Tôn Tấn này, để đối phương cố ý tu luyện chân khí cùng địa hỏa tương trùng, rất dễ dàng cảm ứng được chỗ hỏa diễm nồng đậm, tìm kiếm khoáng thạch sẽ làm chơi ăn thật, mà tu luyện loại pháp quyết này, điều khiển không được địa hỏa, luyện khí đã thành không có khả năng. Nói cách khác, đối phương từ mới đầu bồi dưỡng, đã không có ý định để cho mọi người trở thành luyện khí sư. Hỏa Nguyên Thành, khoáng thạch quý hiếm rất nhiều, coi như luyện khí sư kiếm được tiền, so với bán ra khoáng thạch, cũng kém không biết bao nhiêu. Làm sư giả, lại có thể làm ra loại sự tình này. Trương Huyền tức sùi bọt mép. Không có bị hắn gặp được thì thôi, nếu như gặp được, làm sao có thể buông tha. Loại bại hoại này, người người nên giết. Tuy đối phương không phải danh sư, lại đập vào ngụy trang truyền thừa, dạy hư học sinh, so với lão sư không chịu trách nhiệm còn muốn đáng giận. Không nói cái khác, hơn 30 học đồ giống như trung niên này, đạt được luyện khí đại tông sư Lục Tinh tự mình chỉ điểm, vốn tưởng rằng có thể dương danh lập vạn, càng chạy càng xa, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Cuối cùng tất cả đều chết ở trong quá trình tìm kiếm khoáng thạch, coi như vị trước mắt này may mắn còn sống, cuối cùng cũng không cách nào trở thành luyện khí sư, phiền muộn muốn tự sát. Mà đối với Tôn Tấn mà nói, chỉ là thua một đống học đồ, không phải chân truyền, cũng không phải giảng bài. Không thành luyện khí sư, danh khí cũng không có tổn thương quá lớn, truyền đi ngược lại làm cho người cảm thấy, là đám người kia không học tập tốt, đi theo luyện khí sư Lục Tinh cũng là kẻ vô tích sự, quả thực vô dụng. Vị trung niên nhân này, có lẽ đúng là không chịu nổi loại chỉ trích này, mới nghĩ không ra. Không phải chính tai nghe, nằm mộng cũng không nghĩ đến đường đường Hỏa Nguyên Thành luyện khí sư công hội, lại có dạng bại hoại này. Truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc, đều là sư giả. Luyện khí sư thân là thượng cửu lưu, nếu quả thật muốn tuyển nhận tử sĩ tìm kiếm khoáng thạch, có lẽ cũng có thể tìm được, chỉ bất quá, như vậy một khi bị phát hiện tất nhiên có nhục thanh danh, mà tuyển nhận một ít học đồ. Trên danh nghĩa chỉ điểm, không chỉ danh dự không tổn hao gì, còn có thể sử dụng tốt hơn. Chờ sử dụng xong, một cước đá văng ra, như cọng rơm cái rác, thật là độc ác. Cùng luyện khí sư Lục Tinh học nhiều năm như vậy, ngay cả một phàm khí cấp thấp nhất cũng luyện chế không ra, đi đến bất kỳ địa phương nào, đều bị cười nhạo, thậm chí người nhà cũng bị liên quan đến, đã như thế, còn không bằng chết đi coi như xong. Thấy vị tiền bối ngăn cản hắn tự sát cúi đầu trầm tư. Trung niên nhân cho rằng đối phương không có cách nào, trong mắt tràn đầy thất vọng. Nếu như chỉ là hắn bị người cười nhạo thì thôi, mấu chốt nhất là, người nhà cũng bị liên quan đến, đây mới là hắn không cách nào thừa nhận. Không cần nản chí, ta đã tìm ra nguyên nhân ngươi không cách nào luyện khí rồi. Chỉ cần tin tưởng tin lời của ta, không
không chỉ có thể làm cho ngươi luyện khí thành công, còn có thể để cho ngươi trở thành luyện khí sư ngũ tinh, thậm chí đạt tới lục tinh. Thấy hắn không có ý chí chiến đấu, tùy thời muốn tìm chết, Trương Huyền an ủi. Nói như vậy cũng không phải ăn nói bừa bãi, cố ý an ủi đối phương, mà là hắn có năng lực như thế. Người khác sửa đổi công pháp rất khó, nhưng lấy kiến thức cùng ánh mắt của hắn, một lần nữa sáng chế một bộ pháp quyết mới, lại để cho đối phương học tập, sửa đổi tai hại lúc trước, cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải biết hắn tu luyện môn công pháp này cụ thể là gì. Vừa rồi luyện khí, dùng minh lý chi nhãn quan sát, pháp quyết tu luyện của đối phương có lẽ không được đầy đủ, tìm không thấy kỹ càng, coi như biết rõ, cũng không có biện pháp giải quyết. Trở thành luyện khí sư ngũ tinh, lục tinh. Trung niên nhân sững sờ, lắc đầu, trong mắt thất vọng càng thêm nồng đậm. Vốn tưởng rằng người trước mắt thực lực mạnh mẽ, thật sự có biện pháp trợ giúp hắn, nằm mơ cũng không nghĩ đến, mới mở miệng cũng có chút ba hoa rồi. Ngay cả nhất tinh cũng không thành được, binh khí gì cũng không thể luyện chế, lại làm sao có thể trở thành luyện khí sư ngũ tinh, thậm chí lục tinh. Không phải đùa giỡn sao? Có phải ngươi cảm thấy ta rất buồn cười, muốn ở trước khi ta chết, cười nhạo một phen hay không? Nhìn lại, thanh âm của trung niên nhân hữu khí vô lực, như đã mất đi toàn bộ ý chí chiến đấu. Cười nhạo. Không nghĩ tới tên này đột nhiên nói ra lời như vậy, Trương Huyền sững sờ, sau đó hiểu được. Đối phương ngay cả luyện khí sư nhất tinh cũng khảo hạch không qua, đối với hắn nói ngũ tinh, lục tinh, đúng là quá mức. Ở người ta xem ra, rõ ràng là đùa cợt, không phải trợ giúp. Yên tâm, ta nói có thể làm được, liền nhất định có thể làm được. Cũng không giải thích, trên mặt Trương Huyền lộ ra tự tin. Thật sự không giải quyết được, cùng lắm thì phế bỏ tu vi của đối phương, truyền thụ thiên đạo công pháp bản rút gọn, hóa phàm cửu trọng mà thôi, coi như tu luyện lần nữa, có lẽ cũng dùng không được bao lâu. Nhất định có thể làm được, ngay cả tôn tấn luyện khí sư cũng làm không được, để cho ta làm sao tin tưởng ngươi. Ngươi thật là luyện khí sư. Ánh mắt trung niên nhân lộ ra hoài nghi. Chỉ có luyện khí sư chính thức, mới biết được luyện khí khó khăn, đối phương lời thề son sắt, nói nhẹ nhõm đến cực điểm, chẳng lẽ là khoác lác? Đương nhiên. Cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền lấy ra huy chương luyện khí sư, phía trên có 6 vì sao lóng lánh chói mắt. Luyện khí sư lục tinh. Nhìn thoáng qua, trung niên nhân lắc đầu. Ta không tin, huy chương này, khả năng là của người khác, cũng có thể giả dối, trừ khi luyện khí cho ta xem. Có thể luyện chế ra binh khí linh cấp tuyệt phẩm, ta mới tin tưởng ngươi là luyện khí sư lục tinh. Đối phương niên kỷ quá nhỏ, chỉ chừng 20 tuổi, hắn gặp qua có thể đạt tới luyện khí sư lục tinh, nhỏ tuổi nhất cũng không thấp hơn 50, tự nhiên không thể tin được. Huy chương, trước phải xác định tính danh cụ thể của đối phương, mới có thể xác nhận có phải thật hay không, hiện tại đối phương là ai cũng không rõ ràng, nếu cầm đồ của người khác, hắn phân biệt không được a. Cái này, Trương Huyền sững sờ. Chương 1900, Tôn Tấn hèn hạ 2. Thân phận luyện khí sư của hắn, là vừa đi danh sư học viện liền khảo hạch, không thể giả được, bày ra cho đối phương nhìn cũng không có gì. Hiện tại muốn làm, là để cho đối phương tin tưởng mình, sự tình đằng sau mới dễ làm, nếu không, một lòng muốn chết, nói ba hoa chích chòe cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Như thế nào, luyện chế không ra, nói như vậy, lời nói mới vừa rồi cũng là giả dối, chỉ là vì an ủi ta. Thấy hắn chần chờ, thần sắc của trung niên nhân càng ngày càng mờ nhạt. Đương nhiên không phải, luyện khí với ta mà nói, không coi vào đâu. Thấy đối phương đã mất đi lòng tin, không lộ một tay, lúc trước nỗ lực sẽ uổng phí, mỉm cười, Trương Huyền đi vào trước mặt. Mượn dùng khoáng thạch của ngươi một lát. Đi vào góc tường, tuyển ra 4 loại khoáng thạch ném vào luyện khí lô cách đó không xa. Chân khí cổ động, một lát sau, địa hỏa lập tức dâng lên. 4 khối khoáng thạch bị ngọn lửa thiêu cháy, bắt đầu hòa tan, lộ ra kim loại tinh thuần, lấp lóe ánh sáng. 4 loại khoáng thạch này đều là ngoại giới hiếm thấy, mỗi một loại đều giá trị xa xỉ, thoáng một phát lấy ra 4 cái, chỉ sợ cũng chỉ ở Hỏa Nguyên Thành mới có thể làm được. 5 ngón tay gảy nhẹ, để cho 4 khối kim loại tiếp xúc ở trong ngọn lửa, chậm rãi dung hợp, Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười, nhìn lại. Luyện chế binh khí, đơn giản nhất đúng là rèn luyện khí thai. Cái trình tự này, tốn thời gian nhiều nhất, rồi lại biểu hiện năng lực luyện khí tốt nhất, ta cũng không biểu hiện ra cho ngươi xem. Nói chuyện, đầu ngón tay hội tụ chân khí, địa hỏa mãnh liệt, khoáng thạch dung hợp xong thẳng tắp bay ra, rơi vào trong ao cách đó không xa.
Xì 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 xì. Bụi mù bay lên, Lăng Không chảo một cái, một khối sắt dung hợp chung một chỗ xuất hiện ở trước mắt. Đây là binh khí. Chứng kiến cục sắt này, khóe miệng trung niên nhân co lại. Đừng nói học đồ, coi như gọi một con heo tới, luyện chế cũng dễ nhìn hơn a. Vẻ mặt tràn đầy cổ quái, tiện tay tiếp nhận, đang muốn xem đối phương luyện chế ra cái gì, đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Tuy trình độ luyện khí của hắn không cao, lại đi theo luyện khí sư lục tinh hơn 20 năm, ánh mắt cùng kiến thức vẫn phải có. Khối sắt trước mắt cực xấu, khiến người ta buồn nôn, nhưng cấp bậc dĩ nhiên đã đạt đến linh cấp tuyệt phẩm. Tiện tay cầm lấy khoáng thạch, ngay cả rèn luyện cũng không có rèn luyện, toàn bộ quá trình ngay cả một phút đồng hồ cũng chưa tới, liền luyện chế ra linh khí tuyệt phẩm. Đây thật là đáng sợ. Không cẩn thận luyện chế, cũng lợi hại như vậy, một khi cẩn thận. Có thể luyện ra binh khí lợi hại như thế nào? Là ta có mắt không tròng. Vội vàng thành khẩn quỳ gối trên mặt đất. Giờ khắc này, tâm phục khẩu phục. Ân. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn là luyện khí sư lục tinh đỉnh phong không thể giả được, nhưng chỉ lợi hại ở dung hợp, tôi thép, còn rèn luyện khí thai đơn giản nhất. Một khiếu cũng không hiểu. Lấy trình độ của hắn, cũng chỉ có thể luyện chế ra cục sắt, phức tạp hơn, liền không làm được. Bất quá, chỉ bằng vào chiêu thức ấy, khiến đối phương tin tưởng, cũng đã đầy đủ. Tốt rồi, người đã xác định thân phận của ta, phải nghe theo ta phân phó, chỉ cần thành công. Không chỉ giúp ngươi trở thành luyện khí sư chính thức, còn sẽ giúp ngươi vạch trần mặt nạ giả nhân giả nghĩa của người nào đó. Thấy đối phương tin tưởng không nghi ngờ, Trương Huyền nói. Vạch trần mặt nạ giả nhân giả nghĩa. Trung niên nhân không hiểu. Không sai. Trương Huyền gật gật đầu. Không biết vị tôn tấn luyện khí sư ngươi nói kia, ở địa phương nào? Hắn ở, luyện khí sư công hội. Trung niên nhân nhẹ gật đầu. Dẫn ta đi tìm hắn. Một lát nữa, vô luận ta nói cái gì, làm cái gì, cũng không được chen vào, nghe theo phân phó là được. Trương Huyền bàn giao. Thân là danh sư đường đường chủ, loại bại hoại như tôn tấn, nếu như gặp gỡ, không thể dung tha, nhất định phải để cho đối phương hiện nguyên hình ở trước mặt mọi người, nếu không, để cho đối phương tiếp tục tai họa, còn không biết bao nhiêu người chết oan. Danh sư, không chỉ bảo vệ nhân tộc, còn phải bảo vệ danh dự của sư giả. Không có khả năng để cho một con sâu lầm dầu nồi canh, hỏng mất tôn nghiêm của sư đạo truyền thừa. Vâng. Trung niên nhân nhẹ gật đầu. Giống như đối phương nói, hắn cùng lắm thì chết, không có gì đáng sợ, vạn nhất vị trước mắt này có thể sáng tạo kỳ tích, giải quyết vấn đề của mình, liền thật sự cứu được. Mang theo khoáng thạch này, đến lúc đó có tác dụng. Vừa muốn ra khỏi phòng, Trương Huyền chỉ tử La Kim ở trên kệ. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, thu vào không gian giới chỉ. Lúc này mới đi ở phía trước dẫn đường. Luyện khí sư công hội cách nơi đây không xa, chỉ có ba con đường, không lâu sau liền đi tới. Tuy trời đã tối, nhưng thân là chức nghiệp nóng nảy nhất của toàn bộ Hỏa Nguyên Thành, nơi đây như trước đèn đuốc sáng trưng, dòng người như thoi đưa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1900.